Ủa, ấy đừng. Không à, chìa khóa nào ấy nhỉ? Đây này, không phải rồi à, bực mình quá đi. Bởi vậy nên mình mới có tài xế riêng á. Chắc là cái này nhỉ? À, được rồi. Anh lái trực thăng này chuyên nghiệp phết. Đừng làm hỏng tóc tôi nha. Ôi không, giày mình. Có tôi đây rồi thưa cô. Oh, khỏe quá ha. Nhớ bấm thích và đăng ký để xem thêm nhiều video tuyệt vời hơn nữa. Ngủ ngon ghê. Phải rửa mặt cái đã. Massage cho mặt này. Thoải mái ghê. Giờ thì rửa mặt thật sạch. Hả? Nước đâu mất rồi? À rồi. Thế này đi, rửa mặt nhờ mẹ thiên nhiên nè. Mình thơm ghê, mà sạch sẽ nữa. Hôm nay chắc mình phải bận rộn tiêu tiền rồi. Thì ai đó cũng phải làm điều đó mà. Cảm giác sang chảnh ghê. Giờ tắm thật nhanh này. Gì đấy? Không! Nước ơi! Tôi hỏng rồi. Ổn áp hơn hẳn. Tắm bằng tiền cảm thấy thoải mái ghê. À, xà phòng vàng luôn. Hàng cao cấp đấy. Cực kỳ phù hợp đối với làn da nhạy cảm của mình. Gu của mình đúng là tốn tiền mà. À ha, mặt nạ của tôi đâu? Sẽ tốn nhiều tiền để xinh như vậy đấy. Thế đủ rồi. Cảm ơn. Cảm giác như thiên đường ấy. Dành thời gian cho bản thân thật là tuyệt. Quản gia đâu? Thêm bong bóng đi. Nhanh lên. Cuối cùng cũng ăn trưa. Mình đói lắm rồi. Đợi nãy giờ luôn ý. Có con ruồi thôi mà. Mùi cũng không tệ lắm. Ui, thấy ghê ấy. Sao mà ăn được? Chán thật. Hả? Mình có ý này nè. Bắt được rồi. Mì tôm, ngon phết. Mình thích ăn chua lắm. Thêm chút nước nữa là được. Dùng bút chì làm đũa cũng ổn mà. Giải dã man ý. Khó hơn mình tưởng nhiều. Bó tay luôn. Ngon quá. Alo, cách phục vụ ở đây tệ thế nhở? Thưa cô, đây là món đặc biệt hôm nay ạ. Sao nhìn phèn vậy? Cô không thích pizza ạ? Đợi tôi chút nha. Sushi tươi giói đây ạ. Dẹp luôn. Khó chịu thấy ớn. Anh nói gì cơ? Biết bố tôi là ai không? Ấy đừng thưa cô, để tôi cố gắng hết sức. Mấy bánh này trông đúng là ngon. Bỏ xuống đi. Chúc cô ngon miệng. Phải đăng lên mạng cái đã. Đồ ăn đâu nhỉ? Những viên kim cương tinh khiết nhất đây ạ. Lại là kim cương sao? Chán nỏm. Vàng này. Tuyệt quá. Cảm ơn nhé. Nhìn ngon thật sự. Mình nên thử kim cương xem sao. Gửi lời khen của tôi cho đầu bếp nhé. Tôi no rồi, không thể ăn thêm nữa luôn. Của cô đây. Rất chuyên nghiệp đó. Wow, nhìn đống quần áo này nè. Thích quá đi mất. Là trời, bảo vệ đâu? Cái gì cũng xinh xỉu á. Wow, kính chất chơi người rơi ghê. Mình cũng thích đôi giày này lắm. Mũ là niềm đam mê của Mỹ đó. Đủ lắm rồi. Này, cô có mua không đấy? Phải rồi, đợi tí. Đang đợi này. Của anh đây. Nhện hả? Ý! Nhát thế, là em thú cưng Frank của tôi mà. Tiền nè. Khỏi thối nha. Cái gì đấy? Một đô á? Chứ đòi gì nữa. Chào anh trai. Dạ tôi đây, hãy cho tôi biết tôi giúp được gì nha. Tôi thích cái váy này. Gói dùm nhá. Rất đẹp đấy ạ. Ê, lại đây. Đôi giày này nữa. Quá là xinh. Chắc tôi lấy mấy cái quần luôn. Cứ để tôi cầm thưa cô. Ngon lành ghê. Mình sắp được nghỉ hưu sớm rồi. Vậy là đủ rồi đó. Hôm nào lại đến nhé thưa cô. Wow, mùi da nồng nàn ghê. Đôi giày này đúng là hàng xịn. Nhỏ bạn thân sẽ ganh tị với quý vị lắm đấy. Ghen tị à? Vậy thì phải mua ngay. Dạ thưa cô, mua đôi giày đó cho tôi. Tôi đi ngay đây thưa cô. Mua ngay đôi giày xinh này nào cả nhà. Đưa đôi giày cho tôi. Đây này. Nghề này tuyệt quá đi. Thưa cô, giày đây ạ. Hả? Wow, cẩn thận. Cô ơi, tôi xin lỗi, đừng sa thải tôi nha. Bye bye. Này. À, bút chì này. Chép bài thôi. Đâu rồi nhỉ? Chán thật, quên mất bút rồi. À, có cách này. Bố bảo tiền có thể giải quyết mọi thứ mà. Ê này, lại đây. Làm bài tập cho tớ rồi chỗ tiền này sẽ là của cậu. Chốt. Kiếm tiền dễ ghê. Câu này khó phết. Thế là xong. Sao mình không nghĩ ra cách này từ trước nhở? Chắc phải đi làm móng thôi. Sao mình lại phải đi học nhở? Ê, lại đây xem nào. Chú ý vào. Thú vị nha. Cái này mới phết. Nhìn khiếp quá đi. Tìm trang sức hợp với mình khó ghê. Ổn đấy nha. Hơi nhỏ nhưng cũng rất ba cháy. Cuộc sống khó khăn ghê. Nhìn này, tôi phải tự lau kim cương đó. Wow, video này hay phết. Trời ơi, tuyệt, tiếp tục đi. Trông hay thế. Mình cũng nên livestream nhỉ. Trông ổn đấy nha. Bắt tay vào làm việc thôi. Xong rồi đây. Giờ thì chơi nhá. Úi, kiểm tra mic này, 1, 2. Nghe rõ rồi, thử phát. Alo, trông ổn đấy. Mình cần ánh sáng hoàn hảo nữa. Bắt đầu lên sóng thôi. Sao lại thế nhở? Mình phải thật xinh đẹp trước các fan. Chả, lúc nào chả thế nhỉ. Lên sóng thôi. Chào cả nhà, hôm nay tớ có lịch stream hay lắm nhé. Cảm ơn vì đã ủng hộ nha. Các bạn tuyệt quá. Hãy thử cái gì đó hay ho nào. Mình cần thêm lượt đăng ký. Wow, mình hot chưa kìa. Thêm nữa đi. Donate nữa đi cả nhà. Wow, tuyệt. Tớ yêu mọi người. Hả? Chỉ là giấc mơ thôi. Mơ thấy mình nghèo mới ghê. Mình muốn chơi game. Cảm ơn. Như thật luôn đó. Cảm thấy giống người bình thường ghê. Khó tưởng tượng ghê. Mẹ đây mà bé con. Wow, đẹp trời quá. Trời ơi, em bé nào mà xinh thế này. Chào. Cứ lỡ họ đi con ạ. Cậu biết tớ nghe thấy cậu mà. Wow, làm ơn đừng san ảnh tôi nữa. Thật không thể tin nổi. Bé con cho tớ. Cậu định làm gì đấy? Chị ơi cho em xin chữ ký. Em là fan cứng đấy. Tôi cũng muốn xin chữ ký. Trông hộp một lát nhé. Mưa em bé hay sao vậy? Chị viết tặng bạn của tôi Ashley được không? Tôi ký tên tôi thôi được không? Tóc chị thật mềm mượt. Đừng có làm thế. Nghiêm túc đấy. Dừng lại. Anh cảnh sát ở bên này. Điên hết cả người. Đừng có quấy rối người nổi tiếng. Và đừng đem con bỏ chợ. Theo tôi về trại giam. Không, không thể như vậy được. Tôi không thích màu cam. Con đây rồi. Mẹ nhớ con lắm. Nhớ lau cho sáng bóng vào nhé. Được chứ mẹ ơi. Làm tốt lắm. Vườn hàng công chúa xinh đẹp dũng cảm đã đến được cửa hàng bách hóa. Wow, cô ấy dũng cảm. Cô ấy có được chiếc váy trong mơ. Đến giờ ăn tối để xem có gì nào. Đói bụng quá đi. Này, thức ăn của tôi đâu? Yeah, cho ăn đi. Cầm đi này. Mong là hai người thích đồ ngọt. Ủa, mỗi thế? Một viên đường á? Phải nói thật là quá thất vọng. Ăn vậy sao mà sống? Ủa, cái gì vậy trời? Mẹ ơi, con muốn nói chuyện với quản lý. Mẹ không thể làm gì đâu. Con không ăn đường đâu mẹ ơi. Này, cô phải cho chúng tôi cái gì khác chứ. Tôi sẽ trả công xứng đáng mà. Làm đi. Ok. Thức ăn đâu? Nhìn xong sát đi. Khoan, có phải kẹo không? Đấy phải thế này chứ. Ngon hết sạch. Cảm ơn, chuẩn không cần chỉnh. Đừng nói với ai là được. Sao lâu thế mẹ ơi? Ăn xong sát đi con. Mẹ ấm đầu à? Wow, tuyệt quá đi mất. Có lẽ ở tù cũng không đến nỗi quá tệ. Và người ta nói ông trời có mắt ha. Ôi được ăn tối rồi. Chờ suốt nãy giờ luôn đấy. Có phải súp, mì, có phải mì không? Không. Ăn đi. Ủa đang đùa hả? Rồi méo mó có hơn không? Mình không mong đợi thế này. Mẹ chia làm đôi nhé. Thôi con không ăn đâu. Con muốn ăn kẹo cơ. Kẹo ở đâu ra mà đòi ăn? Không đời nào. Ngon tuyệt của mèo. Ai cũng mê. Nhưng đừng có lo, mẹ có kế hoạch rồi. Mẹ sẽ làm gì đó thật ngon. Mẹ chỉ cần một cây nến. Mẹ sẽ hơ thìa phía trên ngọn lửa và chờ cho đường tan chảy ra. Cẩn thận không cháy nhé. Tốt nhất là có màu caramel thế này. Thơm nước mũi luôn. Bây giờ mẹ sẽ đặt một que gỗ lên thìa rồi đợi cho cứng lại. Vậy là có kẹo mút rồi. Kẹo trong tù nè. Nhìn cũng hấp dẫn ghê. Nè, con thử đi. Wow, con cảm ơn mẹ. Đã cái cơn thèm đường ngọt. Mẹ mong là con thích. Con thích lắm mẹ ạ. Wow, câu chuyện này bánh cuốn quá. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Hả? Có chuyện gì vậy? Là giấy vệ sinh sao? Không, con làm gì đấy hả? Dừng lại. Phá quá đi mất. 800, 900. Cái gì? Yêu ơi. Tớ xin lỗi nhé. Bỏ cuốn giấy vệ sinh xuống ngay. Mau lại đây nào. Không được làm thế. Con biết quy định rồi. Con xin lỗi mẹ, nhưng con chán quá. Dễ thương thế kia ai mà giận nổi. Nhưng đừng làm thế nữa nhé. Để xem nào. Chờ chút, hay là dùng băng dính nhỉ? Mình biết cách ngăn không cho chuyện này xảy ra nữa rồi. Và việc thôi. Mình sẽ cuộn giấy vệ sinh lại rồi dán giải băng dính lên trên. Dễ thế thôi. Nhìn đây nè. Wow. Cho con xé miếng giấy vệ sinh đi. Được rồi ạ. Mà giấy vẫn ở nguyên trên ống. Cậu đang nói chuyện với ai vậy? Thôi kệ đi, cậu cũng dễ vui mà. Mẹ ơi. Wow. Ok, chờ mẹ chút nhé. Mẹ sẽ lấy giấy vệ sinh. Con muốn dùng màu nào? Không thích màu nào. Không sao cả, chờ đó. Màu vàng thì sao? Xinh lá, con thích mà. Không, mẹ biết con muốn gì mà. Tất nhiên. Sao mà mẹ ngốc quá. Con ngay đây. Đúng là con gái mẹ. Chúng ta phải giữ danh tiếng chứ. Chẳng còn gì tuyệt hơn. 200 đã đủ chưa? Mà thôi, cầm cả cuộn đi. Con cảm ơn mẹ. Và mẹ sẽ giữ lại một chút cho riêng mình. Phòng khi khẩn cấp ý mà. Nhớ bấm thích và đăng ký để xem thêm nhiều video tuyệt vời hơn nữa. Này, có chuyện gì vậy? Tránh đường nào, cho tớ qua. Ồ, nhìn xem kìa. Wow, mình sẽ làm chủ tịch tuyệt nhất. Tớ chắc chắn sẽ ra tranh cử. Các bạn đang nhìn thủ lĩnh tiếp theo. Có vẻ mình có cuộc thi ở đây rồi. Ồ thế cả. Giỏi nhỉ. Chiến luôn chứ. May quá mãi mới hết tiết. Hả? Justin đang làm gì kia? Lily để tớ làm giúp cậu nha. Wow, cảm ơn Justin. Hơi bị lén lút đó nha. Kiểu gì cũng được à. Để tớ đỡ Sunny. Cậu cứ từ từ đi. Đi bên này à? Cậu ta đang cố hối lộ để được bầu chọn. Và có hiệu quả. Thật không thể tin nổi. Không ổn chút nào. Có vẻ mình phải ra tay rồi. Mình cần nghĩ ra một phương pháp mới. Và có lẽ mình có cách rồi. May mà mình đã chuẩn bị kỹ. Có vẻ mình sắp được bầu chọn tới tấp luôn. Chắc chắn mình sẽ là người thắng cuộc. Justin đã nhận được khá nhiều phiếu rồi. Hả? Từ bao giờ trong này có chuông báo động vậy? Được rồi, mau đi về đồn thôi. Không, không thể thế được. Mình cần kế hoạch mới. Hẳn phải có cách gì đó hiệu quả chứ. Wendy đang làm gì kia? Ồ, móng tay à. Hay là dùng cách này nhỉ? Đã đến lúc làm người hùng. Tớ ngồi đây được không? Sao cũng được. Có vẻ cậu đang cần được giúp ha. Cậu sẽ mở chai nước ngọt sao? Cứ tự nhiên. Từ từ, tớ mở được mà. Cứ từ từ. Chờ một chút. Hình như tớ đã nghĩ ra cách rồi. Xem đây nhé. Tớ sẽ cuộn dây xung quanh cái chai, rồi kéo dây. Vậy là mở được chai. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Ôi trời ơi, cậu đúng là thiên tài. Nếu tớ làm chủ tịch, chai nước ngọt nào cũng sẽ được mở. Tớ bầu cho cậu. Các cậu ơi, lại đây đi nè. Ashley có mẹo đỉnh để mở chai nước ngọt. Cho họ xem đi. Đây, mở của tớ đi. Ok mấy gái, các cậu mới được vậy đấy. Ủa? Nhưng họ đã định bầu cho mình mà. Không có nữa đâu. Mình đã đánh giá thấp nhỏ này. Cả lớp chú ý nào, bài này rất quan trọng. Các cậu. Gì? Xem tôi có gì nè. Nhìn ngon đấy. Đồ cho tớ nhé. Cứ đưa đây cho tớ. Hả? Justin, không ngăn vặt trong lớp. Em xin lỗi, em sẽ không tái phạm ạ. Tốt nhất là thế, không thì vào phòng phạt. Chỉ là kẹo cao su thôi mà. Bân công quá. Ồ, tuyệt, Ashley. Chào các bạn yêu. Lại là một ngày tuyệt vời nữa. Và vẫn chưa ai đánh thắng mình ở môn bóng bàn. Cậu ta có bao giờ im lặng không? Khoan đã, mình có ý này. Mình đã có cách phát kẹo cao su. Bắt tay vào việc thôi. Trước tiên, mình sẽ tháo cục tẩy ra khỏi bút chì. Giờ thì mình cần một miếng kẹo. Mình sẽ nặn thành các miếng nhỏ và nhét nó vào lại đầu bút chì. Mình sẽ làm thế với nhiều bút nữa. Trông giống y như thật luôn. Cách này chắc chắn sẽ kiếm được thêm phiếu bầu cho mình. Cảm ơn. Ngon hết sảy. Tặng cậu nè. Xin. Chứa cậu nè. Hả? Gì kỳ vậy? Ai nữa ta? Đúng rồi. Cái gì? Ai ném đây? Kẹo. Có chuyện gì vậy trời? Xem số phiếu bầu tăng lên nè. Thôi xong, Justin sắp dẫn đầu mất rồi. Ai cũng có kẹo cao su. Thông minh chứ hả? Cậu ta nghĩ mình thông minh lắm. Mình chưa từng để ý cái đó. Khoan, có cách rồi. Mình đã biết phải làm gì. Mình có thể dùng quả bóng bàn này. Mình sẽ dùng công pa được một lỗ trên quả bóng. Khởi đầu suôn sẻ đó. Giờ thì nới lỗ rộng ra. Mình sẽ dùng bút chì cho dễ. Sau đó thì nhét phần tẩy vào bóng. Tiếp theo mình cần giấy xốp lấp lánh. Mình sẽ vẽ chim hồng hạc lên. Thật may mình giỏi vẽ vời. Này, trông xinh phết đó. Mình sẽ cắt hình này ra. Mình sẽ dùng bút dạ để tô vào mỏ. Và vẽ thêm mắt nè. Giờ mình cần dùng súng bắn keo. Mình sẽ phun một đường mỏng vào rìa của chim hồng hạc. Rồi dán nó vào quả bóng. Con chim hồng hạc nào cũng cần lông vũ. Mình sẽ dán nó vào quả bóng. Cần thật là nhiều keo. Giờ mình dán lông vũ lên quả bóng. Một chú chim hồng hạc nhỏ xinh. Sunny. Wow. Không đời nào. Thôi đi. Có gì mà huênh hoang, Ashley? Ghen tị hả? Tớ tài năng quá mà. Kiểu gì cũng có tác dụng. Mọi người sẽ bầu cho mình. Wow, quá trời phiếu bầu luôn. Xinh quá nè. Mình thích cái màu son này quá. Chào Mandy. Tớ đến trễ. Chưa bỏ lỡ cái gì đâu. Tớ phải chuẩn bị đồ. Ôi không, cảm giác không ổn. Hộp slime bị tuột nắp từ bao giờ. Không ổn chút nào. Giờ sao đây? Thế này không được. Đổ hết cả da vở nữa chứ. Sao thế? Phải. Vở của tớ hỏng mất rồi. Tớ không dùng được nữa. Ok, đừng khóc. Phải có cách nào để xử lý chứ nhỉ? Gel kim tuyến làm mình nghĩ ra một ý. Đúng rồi. Cậu đang làm gì vậy? Tin tớ đi, để tớ lo. Sửa cái này dễ ở thôi. Đầu tiên tớ sẽ cắt phần bị slime đổ ra. Không cần mảnh bìa này nữa. Giờ mình sẽ lấy một cái túi bóng và gấp nó lại. Mình sẽ đổ chút kim tuyến vào. mình sẽ thêm các màu và kiểu khác nhau. Mình sẽ cần rất nhiều luôn. Tiếp theo là dùng keo, phải là keo trong suốt nha. Mình cần đổ một chút keo vào đáy của túi. Đủ rồi đó, mình sẽ đóng túi lại. Sau đó dán miệng túi vào. Chuẩn không cần chỉnh luôn nè. Tiếp theo mình sẽ lấy quyển vở và mở nó ra. Mình sẽ bóp keo ở bên trong. Mình sẽ bôi keo quanh các rìa. Vậy là được rồi. Giờ mình có thể dán túi kim tuyến vào quyển vở. Nhấn nó xuống để nó dính thật chắc. Và để keo khô lại. Vui quá luôn nè. Mandy sẽ thích cho coi. Ôi trời, nhiều màu quá. Tuyệt vời không mặt trời. Nó mềm quá đi. Đây là quyển vở xinh nhất của đất. Cảm ơn Ashley. Làm việc của tớ thôi. Không biết cậu có thể bầu cho tớ không? Chắc chắn rồi. Lại có người bầu cho Ashley. Tuyệt, mình biết sẽ hiệu quả mà. Chắc chắn mình sẽ thắng. Chuyện này đang mất kiểm soát rồi. Mình cần tìm cách thôi. Nhưng gì chứ? Áo Sunny bị rách một lỗ lớn kìa. Và đó là cơ hội tuyệt vời cho mình giành thêm phiếu bầu. Chuyện này sẽ tuyệt lắm đây. Này, của tớ mà, cậu làm cái gì đấy? Shh, cứ chờ nhé. Mình sẽ biến nó thành một thứ đặc biệt. Mình chỉ cần chút len từ áo của Sunny. Và để trí sáng tạo bay cao. Mình sẽ bắt đầu với len và thước kẻ. Mình sẽ cuốn len xung quanh thước kẻ rồi dồn lại. Sau đó cắt phần thừa đi. Giờ mình cần vở của Sunny. Mình sẽ để nghiêng thước kẻ. Và bơm keo dọc trên rìa. Thật may tay mình không bị run. Tiếp theo mình sẽ dán nó lên vở. Mình sẽ cắt len ra khỏi cái thước kẻ. Quá là ổn áp. Mình sẽ làm tương tự trên khắp quyển vở. Rồi trải phẳng xuống và dán thêm hoa. Trông giống như bãi cỏ này. Thật là mềm. Của cậu này Sunny. Wow, tớ thích lắm. Cảm ơn Justin. Biết cậu sẽ thích mà. Cảm giác dễ chịu quá. Giống như một mảnh thiên nhiên vậy. Mà cậu ấy lấy len ở đâu ta? Chuyện đó không quan trọng. Ồ, nhớ bầu chọn cho tớ nha. Phải, tất nhiên. Lần nào cũng hiệu quả. Mong là Sunny không thích cái áo đó. Gần đến hạn chót rồi. Căng thẳng ghê. Khó thật ý. Mọi người ơi, giúp tớ với. Tớ nên bầu cho ai đấy? Ashley hay Justin? Hãy cho chúng tớ biết dưới bình luận nhé. Chào cả nhà, tớ đến quẩy nè. Hả? Annie buộc tóc hai bên à? Cả Betty cũng thế. Liam cũng buộc hai bên luôn sao? Mình sẽ không tham gia vụ này đâu. Mình là xu hướng mà. Này, cô là stylist của tôi nên cô phải xử lý vụ này nhanh đi. Ok, gặp cô ở bữa tiệc nhé. May mà cô tới kịp. Ai cũng buộc hai chùm kia kìa. Ôi trời, cô nói đúng. Thế này thì không được. Đừng lo, tôi có phương án để xử lý vụ này rồi. Tôi sẽ chia tóc ở đỉnh đầu của cô ra thành lọn. Thêm vài lọn nữa này. Và rồi lại lặp lại ở phía kia. Ok, chưa gì đã xinh xẻo rồi đây này. Nhưng chưa xong đâu. Mình sẽ cần chút long lanh. Chính xác, tôi sẽ đính thêm vài viên đá. Xuất sắc rồi. Hình như đã đến lúc tham gia bữa tiệc này rồi đó. Ôi trời, nhìn Emma kìa, xinh xỉu ngang luôn. Liam, tôi nói thật đấy, nhìn cậu ấy đi mà. Ôi, trang phục tiệc của Emma đỉnh quá. Không biết mình có thể xinh như cậu ấy không ta. Mình có mấy cục kẹo này, liếm một cái xem nào và... Rơi mất tiêu rồi, chán. Chắc cách này không ổn rồi. Mình để đâu rồi ta? À, chuột kìa. Gì? Chuột hả? Trong nhà mình? Ôi trời ơi. Áo mình này. Ồ, con chuột ngốc nghếch ấy cắn hỏng rồi. Bị lủng nguyên một cái lỗ to đùng luôn. Mẹ ơi. Con yêu, con ổn không? Con chuột hù con à? Không, nhưng nó làm hỏng cái áo của con thích rồi mẹ. Ôi trời, cái lỗ này đúng là to đùng. Nhưng chắc mẹ có thể làm gì đó này. Chà, chúng ta có một cái lỗ siêu to khổng lồ cần phải sửa. Thế là xong, chỉ cần cắt một đường là xong. Rồi chúng ta sẽ xử lý phần áo còn lại. Cơ mà mẹ cần cắt thêm vài đường. Đừng lo, sẽ ổn thôi mà. Mẹ sẽ cắt luôn phần cổ áo và dẹp nó đi luôn. Tuyệt, rồi mẹ sẽ cắt ở giữa cái áo từ trên xuống dưới. nhưng chỉ ở mặt trước thôi, chừa lại mặt sau nhé. Mẹ sẽ gấp các góc này lại rồi khâu kiểu nhún bèo. Đừng lo nha, cách khâu này rất dễ luôn, chỉ cần dồn vải rồi đâm kim qua là xong. Xong xuôi, chỉ cần buộc phần đằng trước lại là có cái crop top đáng yêu rồi. Wow, mẹ ơi, con siêu siêu ấn tượng về vụ này luôn đấy ạ. Con thích lắm, cảm ơn mẹ. Còn một điều nữa, mẹ không muốn con bị lạnh đâu. Chờ chút đã. Mẹ, cái khăn này cũng bị chuột cắn nè. Lũ chuột ngốc nghếch này. Chúng ta không thể thoát khỏi chúng con nhỉ. Gì vậy? Là con chuột, chạy mất rồi. Gì? Mình làm chảy kem lên áo mất tiêu luôn. Hôm nay sao mà kinh khủng vậy? Vậy là phải thay đồ rồi. Để coi. Chà, mình không thích cái áo nào hết á. Trong này còn có gì để mình mặc không nhở? Ơn giời, cô ở đây rồi, đỉnh của chóp. Tôi cần cô giúp. Là trời, đây đúng là tình huống khẩn cấp. Để coi trong này có gì mặc được không này. Cô thấy cái áo lụa này thế nào? Tuyệt vời, nhìn ok đấy. Này, trượt mất rồi. Úi, tôi định mặc cho cô chứ không phải cái ghế. Cũng không sao, tôi có áo này cũng xinh cực luôn. Không làm lao công nữa đâu. Mình xinh thế này cơ mà. Xin lỗi cô chủ, nhưng đừng lo, tôi vẫn còn đồ lung linh lấp lánh lắm. Hay là lần này để tôi tự mặc nhé. Được rồi này, không trúng ghế hay cô lao công nữa rồi. Sẽ ổn đấy. Đấy, tôi nghĩ bằng này là đủ rồi đúng không? Cảm ơn, lần sau gặp lại nhé. Mệt thật. Không ngờ cô ta ném quần áo dở đến vậy. Nhưng mọi thứ đã ok rồi, giờ vào lớp thôi. Được rồi này, mình dán món đồ trang trí này lên rồi đó. Ok, phải kiểm tra tủ lạnh cái đã. Để coi, mình nhớ là có một cái bắp cho ngày đặc biệt mà. À, đây rồi này, may mà mình có dán nhãn. Giờ là nến này. Chúc mừng sinh nhật Annie nhé. Hả? Gì vậy? Chuyện gì thế này? Tiệc bất ngờ cho con ạ? Đúng rồi, chúc mừng sinh nhật. Giờ ước đi con. Yay, mình muốn ăn bắp cải sinh nhật lắm rồi. Con bóp ra nhé mẹ. Đấy. Ngon tuyệt. Tươi quá. Con ăn thêm một lá nữa đây ạ. Chúc mừng sinh nhật con yêu. Thật vui khi biết con thích bắp cải. Cho mẹ sao? Chả thế thì mẹ xin nhé con. Wow, xem bên trong nhân của bắp cải này nè. Nguyên một cục kẹo luôn này. Hôm nay là ngày sinh nhật tuyệt nhất. Vị cam luôn đấy nha. Mẹ biết con thích mà. Chuẩn luôn. Mẹ ơi, mẹ ăn chung với con luôn nhé. Chiếc duy băng trang trí cuối cùng đã vào vị trí rồi. Để coi nào. Chả biết nữa, con bé có thích không? Chúc mừng sinh nhật Emma bé con. Bánh của con đây. Gì? Con ghét cái bánh này. Con chả thích cái này tí nào. Không. Anh làm đẹp hơn giúp tôi với nhá. Chả để xem tôi có thể làm gì được. Chắc là tôi sẽ trang trí mấy món này lên trên cái bánh. Đây, xong rồi nhá. Cực kỳ tinh tế. Khác bọt thật đấy. Không biết con bé có thích không? Có bánh nướng trên bánh kem. Thích quá à. Răng con. Mẹ, sao mẹ làm vậy với con ạ? Là trời. Không. Mình phải làm gì được chứ ta. À phải, con bé thích trái cây tươi rói lắm. Chắc chắn là anh có thể làm gì đó với tô trái cây này. Vâng, chính xác. Tôi là đầu bếp làm bánh mà. Chúng tôi làm việc với trái cây hoài. Thực ra thì mấy cái đồ cắt bánh quy này sẽ giúp chúng ta trang trí. Tôi sẽ dùng nó với mấy miếng trái cây. Như vậy trái cây sẽ thêm phần đặc biệt. Ai cần trái cây chán ngắt khi mình có trái cây hình hoa và sao chứ. Giờ cắt ra xong hết rồi. Đã đến lúc trang trí bánh kem. May mà có đủ chỗ trên bánh kem cho tất cả những lát trái cây này. Và bánh kem đã xong rồi. Tên, cô thấy sao? Tuyệt vời, đây đúng là một chiếc bánh kem tuyệt vời. Chúc mừng sinh nhật Emma yêu dấu. Bánh kem của con đây. Ôi trời, con thích bánh kem và trái cây tươi nữa. Ngon tuyệt quá đi mất. Chà, mẹ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con mà. Chúc mừng sinh nhật con. Hình như đến giờ vào lớp rồi. Ủa, bút chì của tớ mà. Ôi không, nát mất tiêu rồi. Không thể tin nổi. Giờ làm sao để giữ bút gọn gàng đây? Nãy tớ đạp lên đồ cậu à? Úi, chắc mình nên lấy bút dạ và đồ dùng học tập ra rồi. Bằng này chắc là đủ để học cả ngày rồi ha. Giờ là vở viết, bìa hồ sơ và tài liệu. Hay là cứ nhét bút vào đây xem sao nhở? Ô là trời, nhìn cậu ấy chán dã man con Ngan. Chắc mình có thể giúp cậu ấy nhỉ? Annie, cậu có thể mượn mấy cái này của tớ này. Cho tớ hả? Thật luôn? Wow, cảm ơn cậu nhiều nhé Emma. Không có gì đâu. Ý, nhìn đống dụng cụ học tập tuyệt vời này nè. Mình có ý cực hay luôn. Mình sẽ dùng dây chun buộc nó dọc theo cái bìa tài liệu này. Và giờ mấy cọng dây thun này sẽ giữ cố định dụng cụ của mình. Này, có thể bỏ thêm đồ ở bên trong luôn đó nha. Wow, đựng được quá trời luôn. Và mọi thứ đã được gọn gàng ngăn nắp rồi. Tuyệt quá Annie. Cảm ơn, tớ đâu thể làm được gì nếu thiếu cậu. Sắp vào lớp rồi, cảm ơn cậu lần nữa nhé Emma. Thời tiết chán dã man. Thôi mà, đùa tôi hay gì hả? Về nhà rồi, cuối cùng cũng có thể thay bộ đồ ướt nhẹp này ra. Mình biết phải làm gì rồi. Mình sẽ ngâm mình trong bồn tắm. Như thế sẽ nhanh ấm. Mình sẽ cần nước nóng. Ôi trời, nhanh lên chứ. Từ từ, gì đấy? Là một tin nhắn. Hử? Không có nước. Hôm nay còn tệ hơn được không? Giờ mình biết phải làm gì đây? Ashley, con có chuyện gì thế? Vào xem con bé thế nào. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Mẹ, mẹ đừng nhìn con. Quần áo con kìa, bị sao thế? Ở ngoài trời mưa và có một vũng nước. Ô tô tạt nước vào con. Khổ thân con gái của mẹ. Để mẹ giúp con gột rửa. Con cảm ơn. Mẹ lúc nào cũng biết cách xử lý vấn đề. Nước đi nè, con nhớ rửa mặt nữa nhé. Dễ chịu thật đấy. Này, bắt bóng đi. Tớ ném nè. Đây rồi. Con bé cưng dễ sợ. Mình chơi một trò khác nhé. Cậu phải bắt được tớ. Phải, tôi muốn. Trời ơi. Ôi, con ngã ra mẹ ơi. Con đau quá. Con bị đau kiểu tay. Mẹ đến đây con yêu, để mẹ xem tay đâu nhé. Mẹ không có băng cá nhân nên dùng tạm chiếc lá này vậy. Con có sao không bé cưng? Để mẹ xem nào. Tiền sẽ giúp con thầy đỡ đau ngay. Thật hả? Nhìn cứ dở hơi thế nào ấy. Chiếc lá đấy à? Ôi không, cửa sổ. Ở trong này lạnh quá. Đóng lại không còn bị cảm lạnh bây giờ. Achoo! Con có sao không? Con hơi bị sốt rồi này. Tôi cần một bác sĩ. Có người mới gọi à? Ôi, anh đến rồi. Anh khám cho con gái tôi đi. Này, đây có phải là ống nghe không? Mình luôn muốn làm việc này. Tay tôi. Đừng làm thế bé cưng, tôi xin lỗi. Cô bé bị bệnh rồi. Cô bé sẽ phải uống thuốc này. Không, còn lâu mới có chuyện đó. Chúng tôi giàu cơ mà. Nhiều tiền quá đi mất. Để tôi nghĩ. Thử đi, giúp uống thuốc dễ hơn đấy. Chuẩn không cần chỉnh. Bác sĩ, đằng này nè. Lại gì nữa đây? Để tôi đoán, một bé nữa bị ốm à? Hình như tôi vẫn còn thuốc ở đây. Cô cầm đi. Cảm ơn bác sĩ. Đến giờ uống thuốc rồi con ơi. Loại này ngọt, không phải lo. Uống thuốc để nhanh khỏi ốm nào. Lượng này là vừa đủ rồi. Ước gì mình có xi lanh. Con sẽ phải uống nó bé à? Mình phải làm gì bây giờ? Hả miệng nào. Ngoan quá. Ngon ghê, con cảm ơn mẹ. Chứ gì con đã hạ sốt rồi. Wow, nhìn dễ thế nhỉ. Chờ đã, mình đã nghĩ ra một ý. Mình sẽ cần khuôn làm kẹo mút. Mình sẽ đổ thuốc vào trong chiếc khuôn. Đổ đầy luôn nha. Ok, đến phần tiếp theo. Mình cần một vài que gỗ. Mình sẽ đặt que vào thuốc theo khuôn. Làm tương tự với những ô còn lại nè. Rồi chỉ cần đợi cho thuốc cứng lại thôi. Được rồi nè, mình sẽ lấy kẹo mút ra khỏi khuôn. Hấp dẫn ghê. Mẹ có cái này nè. Cho con đấy bé cưng. Con thích kẹo mút mà. Cho con. Ngon phải không? Con cần ăn hết cả cái. Xin lỗi, tôi đến muộn. Mẹ đi đến khám tổng quát ạ. Nhưng cảnh báo nhé, hơi thở hơi nồng. Không sao ạ, bé ngồi đi. Có cần không vậy? Tôi phải nghe mày đã. Alo. Cái kẹo mút này ngon bá cháy. Đưa cho cô nào. Tự mua đi. Ok. Này, gì kia? Đây rồi. Không thể tin là cách đó hiệu quả. Cô lừa cháu. Wow, răng miệng sao lại thế kia? Cháu có xỉa răng bao giờ không? Sẽ mất một lúc đấy nhé. Cháu cũng đoán được rồi. Nhìn hay ghê. Đừng làm thế. Thế mà, chả đáng vậy mà. Mandy ngoan nào, xin lỗi bác sĩ ạ. Chị trả tiền thì không sao cả. Đặt hàm răng xuống. Này, đây là gì? Nghiêm túc đấy hả? Nhìn cháu đi, cháu là nha sĩ nè. Rất xin lỗi bác sĩ, mong bác sĩ nhận cho. Nếu chị đã nói thế thì... Nằm im, con bé này nghịch ngợm quá. Đừng có làm thế. Cô đang cố tập trung đấy. Đã xong rồi ạ. Mẹ có nghe thấy không? Răng con trắng sáng rồi. Để mẹ nhìn xem nào. Con gái của mẹ xinh lắm. Mình đi được chưa? Tất nhiên. Chừng này đủ chưa? Khoan. Mà thôi, cầm hết đi. Đi thôi Ashley, đừng ngại mà. Hẳn cháu là nạn nhân tiếp theo à? Nhầm, bệnh nhân. Cháu ngồi đi. Mẹ ơi, con có linh cảm không tốt về chuyện này. Nhè răng ra cho bác sĩ xem. Có cần không ạ? Con sợ lắm. Wow, thế này tệ quá. Phải xử lý ngay thôi. Không dám nhìn. Con nghĩ cháu thế nào? Xong cả rồi đấy. Mày làm khéo quá cơ. Trông thế nào ạ? Cười xinh rồi. Để tôi lấy tiền trả bác sĩ. Cảm ơn cô, đáng từng đồng luôn ạ. Ashley, không ăn kẹo nữa. Về nhà thôi. Cảm ơn ạ. Nhớ giới thiệu người khác nữa nhé. Đây mà là tiền à? Mai là kết thúc rồi. Nhớ nhé, không ăn đồ ăn vặt nữa. Con không dám nữa đâu. Mẹ cứ tin là con ạ. Mẹ tin con mà. Cuối cùng cũng có thể thư giãn. Cơ hội đây rồi. Phải thật khẽ khàng và nhẹ nhàng. Mẹ sẽ không biết đâu. Thèm ăn kẹo dã man luôn. Kẹo ngọt thơm, ngon ơi là ngon. Mình muốn nữa. Con đang làm gì đấy? Con cầm kẹo à? Đưa ngay cho mẹ. Không công bằng gì cả. Nghĩ về hàm răng đi. Đủ rồi, con sẽ đi về phòng. Con giận dỗi cái gì? Răng bị vậy rồi. Nếu không có kẹo thì con bé không thể ăn. Mình sẽ giúp con bé một tay. Đây là sự hy sinh cao cả của người mẹ. Ngon phết đấy chứ. Kiểu ngon không tưởng luôn. Chỉ là một cục kẹo thôi mà. Mình nên mua nhiều hơn. Hiển nhiên là cho mình rồi. Muốn ăn nữa. Khoan, tiếng gì vậy? Không, tôi không thể tin nổi. Có chuyện gì trong này vậy? Không phải như con nghĩ đâu. Mẹ đang ăn kẹo của con. Sao mẹ có thể phản bội con như vậy? Thế có lỗi quá. Ăn thêm kẹo cho quên đi nỗi buồn. Khoan, mình có một ý tưởng. Mình sẽ dán chiếc móc này lên khung cửa. Thêm một chiếc nữa nè. Mình muốn tạo thành một hệ thống kéo. Tiếp theo mình cần sợi dây. Mình sẽ dán sợi dây vào túi kẹo. Mọi thứ đã sẵn sàng. Giờ mình có thể thưởng thức kẹo. Khi Ashley đi vào phòng, kẹo sẽ được giấu đi. Chào bé con. Mẹ không ăn kẹo của con được chứ? Con theo dõi đấy. Không phải lo. Phù, suýt thì lộ. Mình thông minh ghê. Chết thôi rồi, xong đời rồi. Không ngờ mình bị điểm ép thế này. Mẹ sẽ tức điên lên cho mà xem. Con đang đùa mẹ hả? Con đã cố hết sức. Con bôi trò chát chấu vào nhà này. Ôi, không thể để chuyện đó xảy ra. Nhưng làm gì được chứ? Chà chớt, nghĩ ra rồi. Mình đã sẵn sàng, mẹ đang vào. Mandy, con đang làm gì đấy? Đi mua sắm cả ngày chắc mẹ mệt lắm. Con giúp mẹ thư giãn nhé. Ok. Chuẩn bị bồn tắm cho mẹ à? Vâng ạ. Con gái chu đáo quá. Mẹ có muốn uống nước mát lạnh không? Con làm hư mẹ đấy. Hấp dẫn quá. Wow, con chỉ cho mẹ công thức nhé. Đây, nước mặt nạ nè. Cảm giác thoải mái quá. Giờ con sẽ rắc vàng vụn lên người mẹ. Con biết mẹ thích tắm thế này mà. Wow, con gái mẹ ngoan nhất. Con mới nhớ ra. Thì hôm nay con có điểm rồi ạ. Điểm không tốt như con vẫn nghĩ. Điểm em đấy hả? Gì cơ? Con rắc thêm vàng cho mẹ nhé. Vàng lúc nào cũng làm mẹ vui vẻ. Dừng lại Mandy. Mình đã sợ điều này sẽ xảy ra. Chỉ còn một cách duy nhất. Con làm gì thế hả? Để con ra bóp vai cho mẹ. Dễ chịu thật đấy. Cứ thế này mãi thì tốt. Mình hết chỗ vẽ mất tiêu rồi. Khoan, mình đã dùng hết giấy rồi sao? Ôi không, mình không thể vẽ nữa. Mẹ ơi. Con có sao không con yêu? Con dùng hết giấy rồi. Đừng lo nhé. Xem nè. Mẹ sẽ dùng bàn là giấy. Và mực sẽ biến mất ngay. Wow, xịn quá. Giờ con có thể vẽ rồi. Cảm ơn mẹ. Không có gì đâu bé con. Tiếp tục đi, vẽ gì đó đẹp vào nhé. Nhìn búp bê nè mẹ ơi. Ừ hay đấy. Con chán rồi. Con sẽ chơi với gấu Teddy vậy. Ừ, chán chốt đi được. Vroom vroom. Ừ, con muốn đồ chơi mới. Có chuyện gì vậy? Shh, con biết mẹ không thích ồn ào mà. Con có công tắc để tắt đi không vậy trời? Rồi, cầm chìa khóa ô tô này. Không sao đâu, con cầm đi. Cách này chắc được này. Mình sẽ có nhiều trò để chơi. Wow, sáng bóng luôn này. Và nó là của mình. Mình còn chưa có bằng lái nữa. Thắt dây an toàn, mình sẽ lái thật nhanh. An toàn là trên hết. Lên đường thôi. Vroom. Wow, mình là người lái xe cử nhất. Bip bip, tránh đường nào. Bip bip. Wow. Hi, xem xe của tớ này. Tuyệt quá đi mất. Còn có sao không con yêu? Oh, ok. Mẹ hiểu rồi. Đúng là xe xịn thật. Ước gì con cũng có xe như thế. Ước gì mình có thể làm gì đó cho con. Hả? Gì kia? Ô tô đồ chơi sao? Hôm nay hẳn là ngày may mắn rồi. Mình có thể cho Annie chơi. Nhưng con bé cần lái nó đến đâu đó. Mình nghĩ ra cách rồi. Trải một cái áo phông lên mặt phẳng. Dùng bút đen vẽ một đường cong. Vẽ xuống tít bên dưới áo phông nhé. Vẽ đường thứ hai để tạo thành đường. Giờ thì vẽ các vệt đánh dấu trên đường. Khi vẽ xong phần đó, hãy tô đen con đường. Nhớ là không tô vào vết đánh dấu trên đường nhé. Vẽ xong thì bạn có một thứ giống như thế này. Đã đến lúc khởi động xe rồi. Annie ơi, mẹ có cái này cho con nè. Nhưng chưa hết đâu. Wow, một con đường. Tuyệt vời ông mặt trời. Vroom, vroom. Giống như được massage ấy. Tuyệt quá mẹ ơi. Đây là chiếc xe nhanh nhất quả đất. Xem đây. Hả? Ôi. Không sao đâu con yêu. Mẹ chỉ hồi đau lưng thôi. Lại phải làm cái trò này. Úi, sao mà sáng nhanh vậy? Thức dậy đi cô chủ. Xin lỗi về bông hoa ạ. Dù sao thì hôm nay cô chủ muốn mặc gì? Em không biết. Không cái nào. Xuất sắc thưa cô chủ. Áo xinh nè. Không. Lấp lánh chưa nè. Không, em không thích mà. Hay là mặc đơn giản thôi nhé. Không. Mình cần công việc mới thôi. Tôi đến đây cô chủ. Chắc sẽ bầm cho mà coi. Đây là tất cả các quần áo trong nhà. Không. Thật sao trời. Chờ chút. Có lẽ chúng ta có thể dùng kính VR. Mình nên nghĩ ra cái này sớm hơn chứ. Em không muốn chơi game đâu. Cứ đeo vào đi. Ai tắt đèn vậy ạ? Khoan đã. Váy này đẹp nè. Cuối cùng. Em không thích bộ này. Tất nhiên là không. Cưng ghê. Nhìn em thế nào? Xinh lắm ạ. Cảm ơn chị. Chị đi được rồi. Để em ngủ tiếp. Hả? Cô đang đùa tôi đấy à? Mình ghét con gà trống. Mệt mỏi muốn xỉu. Nhưng mà cũng đến lúc dậy. Mùi gì vậy? Ghê quá. Là mình. Hôm nay mình mặc gì đây ta? Thế thôi á, mình chỉ có mỗi thế. Mỗi một cái áo phông. Lại còn bị thủng một lỗ. Mình phải mặc gì đó chứ. Thôi thì đành mặc tạm vậy. Thật không công bằng. Ước gì mình có tủ đồ mới. Gì vậy? Mình quên mất chỗ này. Có lẽ mình sẽ dùng cái này để tìm đồ mới. Sẽ tuyệt lắm đây. Xinh ghê. Mặc gì đó kiểu thường ngày đi. Gì nữa nhỉ? Mình hợp màu đỏ. Thật tiếc là mình chẳng có quần áo nào trong số này. Chỉ một chiếc áo cũ rách. Thôi kệ, đang chơi vui. Wow. Wow, mẹ ơi, nhìn đằng kia kìa. Gì đấy con yêu? Ui, nước hoa quả ngon quá. Hết mất rồi. Mình sẽ đi mua một hộp nữa. Đi thôi mẹ. Ok, nhưng nhanh thôi nhé. Ngồi xuống thư giãn cũng hay. Hộp nước hoa quả hết sạch thật rồi. Con đã muốn thử xem sao. Đừng buồn nhé con yêu. Để mẹ giúp con nhé. Mẹ có nước lọc này. Nước lọc nhạt nhẽo lắm. Ồ, được rồi. Đúng rồi, mình có mứt dâu tây nè. Mình sẽ cho mứt vào nước. Không để Annie thấy được. Thế này là ổn này. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Con muốn nước ép. Mẹ đã cố. Cuộc đời thật nhẫn tâm. Khoan, mình đã nghĩ ra cách rồi. Mình có thể dùng hộp nước quả này. Cắt hộp làm đôi này, rồi đổ nước vào trong. Annie còn lâu mới biết. Vậy là ngon rồi. Annie, của bé yêu nè. Thật đã. Tuyệt cú mèo. Con cảm ơn. Không có chi con yêu. Có bể bơi riêng thích thật đấy. Nhìn mà xem, mình đang bơi. Bơi mệt muốn chết. Mình thư giãn thôi vậy. Nóng quá đi. Mình cần phải hạ nhiệt. Của cô chủ đây ạ. Chị đùa em ạ. Cái gì kia? Là nước ạ. Chú ơi, chúng ta có vấn đề. Cháu muốn một cốc nước mát. Ok là. Lêu lêu. Betty xứng đáng điều tốt nhất. Nước cam tươi. Hãy tưởng tượng khi bé uống. Đừng lo nhé Betty. Vô lý chết đi được. Mời cô chủ uống ạ. Chị làm gì lâu thế? Em sẽ mách mẹ. Dịch vụ quá tệ hại. Đây là nhà tớ nè. Wow, rộng khiếp. Đúng rồi, ngồi đi. Wow, cậu có quá trời đồ chơi. Và rất nhiều tiền nữa. Cậu có gì nào? Không ấn tượng bằng của cậu. Thế thôi á. Yeah, đây là khỉ của tớ. Yeah. Nhìn chỗ túi kia xem. Cậu may mắn thật. Túi đẹp hết sảy. Wow. Tớ cần mỗi ngày một chiếc túi mới cơ. Tớ xem gần hơn nhé. Chưa bao giờ thấy nhiều túi sách như thế này. Cái nào cũng đẹp. Cái này xinh quá. Cậu đang làm gì đấy? Này cậu ơi. Đưa cho tớ. Cái này đắt tiền lắm biết không? Toàn là vân tay của đứa con nhà nghèo. Mình có mỗi túi ni lông. Mình chẳng bao giờ có đồ đẹp. Không biết trong hộp ấy có gì nhỉ? Cậu lại đi đâu đấy hả? Ôi, toàn đồ đẹp dã man. Đấy là rác mà. Mình sẽ dùng thùng này. Đợi tớ một chút nhé. Xem túi mới của tớ nè. Đẹp quá đi. Cậu mua ở đâu vậy? Tớ muốn có túi đó. Cầm đi nè. Ôi mẹ ơi, tuyệt vời ông mặt trời. Đây là túi yêu thích mới của tớ. Cảm ơn cậu nhiều. Hay là chúng mình đổi nhé. Mình phải đoán được là có bẫy chứ. Thôi thì cũng công bằng. Nhưng mình không vui. Đây, cho cậu cái này. Thật á? Của cậu đấy. Tớ đã có túi này rồi. Không đặt vừa vào kệ rồi. Tớ đã đổi ý. Annie, nãy còn ở đây cơ mà. Ôi, cảm ơn cậu. Món quà dễ thương quá. Cái gì đây? Tớ cứ tưởng. Đây, cầm lấy đi. Thôi lượn đi, tớ không muốn cậu đây nữa. Cứ biến đi. Cho cậu cái bánh đó đấy. Được. Thế cảm ơn nhá. Wow, sao nhiều tiền quá vậy trời. Mãi không hết này. Không thể tin nổi. Hả? Hả, tiền đó lẽ ra là của mình. Giàu to rồi, chết cả tuyệt vời. Hả? Cậu ấy chuồn luôn hả? Còn một cái bánh nữa. Ơ kìa, chắc chắn là phải có tiền trong này chứ. Chả có gì lại còn bẩn tênh chứ. Tuyệt. Vương miện tập thể dục của mình phải đeo đúng lại vào đúng dịp. Cảm ơn, cho người lui. Ôi, tập mệt dã man. Công chúa tập tốt lắm ạ. Nhảy dây là một bài cardio hiệu quả. Bài nhảy lên nào. Squat giúp đôi chân và bụng mình khỏe hơn. Trông mình phải thật đẹp trên ngai vàng. Quả cho ta. Đừng quên uống nước thưa công chúa. Thế khỏe cả người. Được rồi, tập cho xong nào. Ồ, thế là chẳng có gì nặng bằng mấy cái xô đầy này. Chỉ cần với thế đó. Ước gì mình có ghế để đứng lên. Hôm nay mình thấy nóng hết cả người. Rác ở đâu mà lắm thế? Chẳng khác gì tập gym. Ê, cơ bắp của mình khỏe và chắc ghê. Tuyệt rồi, chuẩn bị vở cho tiết học đầu tiên nào. Đúng là vở này nè. Chào cậu, chuẩn bị học à? Đồ của tôi đâu? Đúng vậy, tiết nào laptop ấy. Thôi lượn, hết việc của ngươi rồi. Có gì đó sai sai. À phải, tất nhiên rồi, giờ là tiết toán mà. Đây là laptop mình cần. Hả? Pin yếu. Vở và bút không cần pin. Thì cậu ấy nói đúng. Phải làm gì bây giờ? Thôi nào, đây cho cậu một tờ chép bài tạm. Ôi chà, cảm ơn cậu. Bút chì nữa nè. Lúc đấy tôi kiểu, gì cơ cậu mới nói pony khác hả? Ê, nhìn kìa, có tiệc. Tiệc của Trương mà, đỉnh. Công chúa sinh ra cho những bữa tiệc mà. Nhưng mà cái váy này không ổn. Mình cần đồ lộng lẫy hơn. Như thế này. Tuyệt, chuẩn trang phục dự tiệc của công chúa. Wow, đẹp dã man. Chắc mình cũng nên thay đồ. Hả? Tưởng là mình làm giống cậu ấy là được. Chắc tại mình làm chưa đúng. Cái lon đó bay đi đâu vậy? Xuống xà mất rồi. Mình nên nhặt bỏ vào sọt rác. Mà khoan đã, mình có thể tận dụng thứ này. Tuyệt, váy này đẹp đúng như mình tưởng tượng. Chân váy bồng bềnh thích thật. Phải không nè? Ôi trời ơi. Wow, váy mới của cậu trông hay quá. Ôi cảm ơn nha, tôi tự làm đấy. Chà, cậu thấy bữa tiệc này sao? Xin dừng bước, phim này không miễn phí đâu. À, tất nhiên, chờ chút nhé. Cô đùa tôi à? Chúng tôi không nhận tiền lẻ. Chắc là mình còn gì khác giá trị chứ. Thế vương miện của tôi thì sao? Vương miện bằng giấy có giá trị gì? Không, chúng tôi chỉ nhận tiền thật. Hài dã man con ngạn. Sao cô ấy có thể làm như thế chứ? Cười nhiều đau cả bụng rồi đây này. Này, xin dừng bước. Tiền nong phiền phức thật. Đây. Thôi được. Không biết có gì bên trong nhỉ? Mà ơi, cả cục vàng thần luôn. Có vẻ đây là một sự kiện riêng tư rồi. Và với loại thuyền này mình sẽ biến khỏi đây luôn. Bắp rang đâu? Ngon tuyệt của mèo. Cắt chân lên và thư giãn nào. Phải chuẩn bị cho xong thôi. Màu này quá hợp da mình. Không thể quên kim cương được. Hoặc mascara. Và tất nhiên nước hoa được chế tạo cho riêng mình. Còn lên đầu nữa. Vương miện đâu? Hoàn hảo rồi. Sẵn sàng đi ngủ thôi. Chúc ngủ ngon công chúa. Đây là đâu? Hả? Chắc là mình sẽ nhấn bên mọt sách. Không có gì xảy ra. Hỏng rồi sao? Lạ quá. Có chuyện gì vậy? Wow, mình xinh ghê. Kiểu này hợp mình. Wow. Hả? Tất cả chỉ là mơ thôi. Mình vẫn là mọt sách. Wow, ai trong cuốn tạp chí này cũng lộng lẫy. Họ thật may mắn. Ước gì mình thời thượng như thế. Trang này có vẻ thú vị. Trời ơi, gái ơi, nàng cần sửa lông mày đi. Lấy nhíp mà nhổ bớt đi. Mình vừa bị tạp chí phỉ báng hay sao vậy? Thật ra, làm gì đến nỗi nào nhỉ? Đúng là mình cũng nên sửa lại một chút. Nhưng mà mình không có nhíp. Hộp bút của mình. Không biết ở trong này có gì dùng được không ta? Keo. Không. Cọ chải lông mày. Không, chả ích gì. Bây giờ chỉ còn một cách thôi. Mình cần đi mua sắm. Wow, nhìn các sản phẩm này mà xem. Chắc phải có nhíp ở trong này chứ. Đâu rồi ta? Aha. Wow, nhiều sự lựa chọn quá. Cái này đi. Chắc chắn mình sẽ tỉa lông mày thật đẹp. Rồi mình sẽ sớm có hai lông mày. Vui quá đi. Em lấy nhíp ạ? Chị sẽ... Đã đủ chưa ạ? Không, giá là 50 đô. Cho một cây nhíp ấy ạ? Mình làm gì có tiền. Này, hay là để chị giúp. Em có thể dùng đồng xu để nhổ lông mày. Tin chị đi. Ok, nhưng có đau không ạ? Chỉ có một cách để biết thôi cưng. Kẹp đồng xu vào và kéo lông ra. Kẹp đồng xu nhổ lông hiệu quả lắm. May mà mình có máy hút bụi trong cửa hàng. Chắc ổn rồi đấy. Xem đi này. Wow, quá tuyệt luôn. Em cảm ơn. Không có gì. Gần xong rồi này. Đó, mẹ dặn mình phải chăm sóc tóc. Mụn to quá mà ơi. Không dám bóp đâu. Hay là cứ bóp cho xong đi. Đau, nhưng cảm giác đã dã man. Để lau vết bẩn trên gương đi. Hơi ghê đó nha. Ok rồi nè. Đi ngủ thôi. Ấm áp quá đi. Ngủ đã mắt quá. Sao cái gì cũng mờ tịt vậy? Kính của mình đâu nhỉ? Nhìn thấy rồi. Không phải. Mặt mình nở hoa rồi. Sao mà la ỏm tỏi vậy con? Chào con yêu. Nhìn con thấy ghê quá. Ok, mình khắc phục được. Con chỉ cần trang điểm thôi. Đừng có lo. Thông thường chỉ cần phủ một lớp kem che khuyết điểm. Mẹ nghĩ sẽ hiệu quả chứ? Không. Không đời nào. Để mẹ tìm cách tiếp. Cái này dùng được này. Gì đấy ạ? Đây là miếng dán mụn. Rất là hữu ích. Mẹ sẽ dán các miếng lên nốt mụn. May mà chúng ta có nhiều. Chúng ta sẽ cần dùng hết. Thế thôi ạ? Bình tĩnh, vẫn chưa xong đâu bé. Ok, để gỡ ra nào. Các miếng dán làm mụn biến mất tiêu. Không còn mụn. Nhìn mà xem. Wow, Đây là phép thuật gì vậy? Tuyệt cú mèo, con cảm ơn. Không có gì đâu bé con yêu mẹ. Buổi tập thể dục tốt lắm cả lớp. Tắm táp cho sạch đi nào. Mình hôi quá. Tắm sạch sẽ thôi nào. Nhanh lên đi. Xong rồi. Thoải mái quá. Đi. Lạ thế. Thôi kệ, mình nên mặc đồ thôi. Sao mặc thế này mà đi loanh quanh cả ngày được? Hả? Quần áo của mình đau mắt rồi. Thôi xong. Chết tôi rồi. Khoan đã. Mình sẽ lấy bóng. Cả trái này nữa. Trông cũng ngon đấy. Giỏi tưởng tượng. Tập trung nào. Hẳn phải có gì đó cho mình mặc chứ. Hay là dùng thảm yoga nhỉ? Dài vừa khít này. Ui, mong là không có ai trong này. Xấu hổ chết mất thôi. Hả? Gì vậy? Wow, đúng thứ mình cần. Không được để ai nhìn thấy mình. Đi thêm một xíu nữa. Wow, nhìn bắp chuột đó xem. Biết đâu bạn trai tương lai của mình sẽ tập tành. Gần đến rồi. Này. Psst. Rồi, mình cứ lấy thôi. Thế này mới đúng. Mình vẫn không có quần. Phải nghĩ ra cách thôi. Đúng rồi. Đã đến lúc làm mới áo. Mình sẽ cắt một đường giữa áo hút đi. Phải thật cẩn thận mới được. Ok là rồi. Giờ thì lộn mặt dưới lên trên và mặc nó như chân váy. Mình sẽ giữ ở phía sau và dùng dây lưng thắt lại eo. Dễ thương ghê này. Có nên mình nên làm nghề này kiếm sống. Giờ thì vào lớp thôi. Đúng là chơi khăm đỉnh của chóp. Không đời nào. Sao con nhỏ làm được? Hả? Có chuyện gì trong này vậy? Thực ra tớ không muốn biết đâu. Có khách hàng. Chào chị. Hey. Mình muốn gì ta? Cho em bánh đó nhá. Ok. Mình ngồi đâu ta? Bánh ngon xỉu. Alex kìa. Chào cậu. Cậu ấy hài hước quá. Ước gì nhỏ không thấy mình. Tớ ngồi với cậu nhé. Xin lỗi, chỗ này có người ngồi rồi. Cặp tớ đấy, thấy không? Phải. Thôi kệ đi. Xấu tính quá. Đây, cầm lấy một miếng bánh nữa đi nè. Em không biết. Nữa. Tất cả bắt đầu với một miếng bánh nhỏ. Đây là ngày tuyệt nhất đời mình. Thôi ạ. Chị chỉ đang cố làm cho em vui thôi. Wow, chị trang điểm xịn quá. Cảm ơn bé. Chị chỉ cách em trang điểm được không? Em chỉ cần thìa và nĩa là được. Chị đùa à? Không, vào việc nào. Đầu tiên úp thìa trên một mắt này. Rồi dùng cọ thoa phần mắt phía trên của thìa. Sau đó tô lên lông mày bằng tay. Thật nhanh và dễ dàng. Giờ thì đến nĩa. Giữ ở góc này nhé. Và thoa cọ giữa các cạnh. Nó giúp tạo hiệu ứng cánh. Giờ thì chỉ cần tô theo rìa của mí mắt. Ok, thêm kim tuyến nào. Lấp là lấp lánh nhé. Vậy thôi, xong rồi. Để em chỉnh lại tóc. Wow, cứ như lột xác vậy. Em thấy xinh lắm luôn ấy. Cảm ơn chị. Đừng ngại, đi đi. Dạ. Alex ơi. Wow. Gabi, cậu đến lúc nào tớ không thấy. Cậu có muốn dự tiệc cùng với tớ không? Nhìn vui đó. Được thôi. Mình có bạn hẹn rồi. Wow, Alex rủ mình đi chơi cùng. Nóng lòng quá. Nhưng không mặc bộ này được. Thế thì mặc gì? Quần áo đâu hết rồi. Mình thật sự cần đi mua sắm quần áo. Chị ơi, em là nhà thiết kế thời trang đấy. Này, của chị mà. Thôi nào, em làm hỏng đồ của chị. Nhưng em làm cho áo đẹp hơn mà. Nhìn mà xem. Em thấy đẹp. Em dùng cái này nè. Đồ chơi à? Tuyệt. Không phải đồ chơi đâu. Xem nè. Đó, thêm các hạt lấp lánh lung linh. Em đọc đây là phong cách của Pháp đấy. Phù, làm biểu tượng thời trang chẳng dễ dàng. Bắt mắt quá đi. Em chị giỏi quá đi mà. Thưởng cho bé này. Em xin. Mình sẵn sàng đi hẹn hò rồi. Chúc chị may mắn nào. Trời ơi, hôm nay mới là thứ hai thôi. Wow, anh kia đẹp trai dã man. Ôi trời đất ơi, anh ấy vẫy tay sao? Này, khoan, sao anh lại đi về phía đó cơ chứ? Mình đúng là đồ đần mà. Hết chuyện xui lại đến chuyện rủi. Gì kia? Có ai làm rơi nó hay gì ta? Chà thì đành giữ thôi. Dù sao cũng đâu có ai nhìn mình đâu. Có gì ta? Wow! Cuối cùng cũng thấy ánh sáng hy vọng rồi. Và từ giờ mình không cần đeo kính cận nữa. Để xem giờ mọi người đối xử với mình sao. Có ai để ý thấy mình không ta? Wow! Tớ đi cùng cậu vào lớp nhé. Xếp hàng đi anh bạn. Sao tận chân trời gần ngay trước mắt. Cậu ấy còn chẳng biết mình tồn tại. Cậu ấy mới thông minh lắm sao? Đã lỡ yêu anh nhiều. Có bạn gái rồi á? Mà cậu ấy thấy gì ở nhỏ kia chứ? Chắc là nhiều lắm. Mình thì quên một cục. Này cưng ơi, eo ơi, sao mình phải ngồi giữa họ chứ? Nhưng mình được ngồi gần tình yêu. Có điều mình như người vô hình ấy. Chào xinh gái. Dành cho nửa kia của em nè. Truyền giúp ấy. Hả? Để anh ấy, được chứ? Dù sao thì... Tu là gì? Biêu tá chắc. Mà cậu tay viết gì trong này nhỉ? Nghiêm túc đấy hả? Mình chẳng muốn đưa cho cậu ấy đâu. Thấy ớn. Này. Gì? Ồ, nàng gửi ta những nụ hôn sao? Hôn lại nè. Cứ như học hành chưa đủ mê đấy. Mình phát chán lối sống này rồi. Em thật xinh đẹp không? Anh thật hot. Không thể chịu nổi mà. Là mình có thể trở nên xinh đẹp lồng lộn không? Với đôi môi căng mọng, biết đâu mình có thể xoay chuyển tình thế. Có lẽ mình cần làm cho tác phong hơn. Bắt đầu bằng việc đánh son. Dùng nhiều mới đẹp nè. Lộng lẫy. Hôn tặng người yêu trong mơ nào. Môi mình mỏng thế hả? Mệt mỏi hết sức mà. Son môi ngớ ngẩn. Bực mình quá đi. Tóc tai lòa xòa không làm gì nên hồn. Này, mà chờ một chút. Thử dùng dây trên môi coi sao. Như vậy môi sẽ căng lên đúng không? Chưa gì đã thấy đẹp hơn rồi. Giờ thì chờ thôi. Ok, vậy chắc là được rồi. Chuẩn không cần chỉnh. Đôi môi dày căng mọng, khác hẳn đôi môi mỏng dính trước kia. Hoàn hảo. Mình cảm thấy tự tin hơn hẳn luôn. Lại hai người này. Chả hiểu có gì vui đến thế. Nhưng kệ đi. Thích thì mình cũng chơi luôn. Hả? Gì đấy? Wow, cậu ấy gửi nụ hôn kìa. Mình nói chuyện sao nha cưng. Wow, khác hả nha. Này, đưa cho em. Không mà cưng, anh yêu em. Em vui lắm khi mình đi chơi cùng nhau thế này. Wow, cảm ơn anh. Mình hôn nhau em nhé. Vâng ạ. Hả? Gì vậy? Đến rồi hả? Trời ơi, sao tôi ngủ quên được chứ? Sao đồng hồ không đổ chuông? Mình phải nhanh nhẩu lên mới được. không? Da mình nhìn chán quá. Khiếp. Ok, bình tĩnh. Khắc phục được mà. Mình chỉ cần dán mặt nạ mắt thôi. Hả? Thôi đành dùng nước lạnh tạm vậy. Lạnh quá. Hả? Này, cái này cũng đáng thử đúng không? Mặt ơi đừng sưng nữa. Ao ao. Mặt mình vẫn sưng húp. Xin chào. Hả? Ai gọi vậy ta? Ra xem nào. Mình đâu có mời ai đến nhỉ? Vâng, xin mời vào. Ok, cháu cứ đi theo cô nhé. Cháu ngồi đợi ở đây nha. Ổn không? Cứ tự nhiên như ở nhà. Sao không có cách nào hiệu quả vậy? Thôi thì đành bó tay chấm con. Trông cũng ngầu mà. Sao anh vào đây được? Anh ấy chưa thấy mình. Mình chỉ cần thêm vài phút thôi. Bé ơi, con sợ cái gì mà phải trốn vào đấy? Để con yên đi mẹ. Bọn nhóc tuổi tin. Làm sao hả? Mặt con, mẹ ơi. Ôi, mẹ hiểu cảm giác đó. Nhưng mẹ có mẹo nhỏ này cực hay. Mẹ và nhóm con gái làm thế này suốt đấy mà. Con chỉ cần một quả dưa chuột và dụng cụ để mài nhỏ ra. Đó. Giờ khi đã nạo được ra như thế này, nhúng bông tẩy trang vào đó. Hai nửa, mỗi nửa cho một mắt. Khi đã ướt đẫm rồi, ta có thể tiến hành quá trình giảm sưng. Lau nước mắt đi. Dạ. Con thử dùng cái này đi nè bé con. Mặt nạ mắt. Wow, nhìn xịn ghê. Còn lạnh nữa. Giờ thì chui ra khỏi tủ lạnh ngay. Chưa gì con đã thấy mắt dễ chịu hơn rồi. Chà, nãy giờ chắc là đủ rồi đấy. Và... wow, mắt con hết sưng rồi này. Tiếp bạn đi. Em xin lỗi đã để anh đợi. Chờ em, anh không giận chứ? Wow, bánh quy thơm ngào ngạt luôn. Mong là chỗ này không bị thiếu. Hoàn thành xuất sắc kiệt tác của mình. Oh yeah, xinh quá kìa. Mở hay đóng? Kiệt tác này là mình trẻ hẳn ra luôn. Woohoo! Bà ơi, bà làm bánh quy cho con này cún. Bà ơi, con chuẩn bị đi tiệc mà. Con ăn sau được không? Con xin lỗi. Tiệc gì đấy hả? Con đi thật à? À hả? Thế này gọn gàng hơn này cún. Bà ơi, đừng thế mà. Để bà sửa cho cún. Thôi mà. Con không cần bà giúp. Tụi nhóc này không lễ phép gì hết. Mình còn lưng ở trong bếp làm gì chứ? Bữa tiệc ư? Ôi không, con bé quên túi rồi. Không có túi mà đòi đi đâu chứ. Con ơi. Chắc mình đến đúng nơi rồi. Con bé kìa. Ôi khoan, túi con này. Ôi trời, chân tôi không còn nhanh nhẹn như ngày xưa nữa. Xin chào, cháu gái tôi để quên túi ở nhà. Tôi vào đưa cho nó nhé. Chỉ học sinh thôi ạ. Tôi hiểu, nhưng chuyện này quan trọng. Một chiếc gương. Để làm gì? Chả hiểu một tê gì. Sợ mấy nếp nhăn này sao? Vậy được rồi. Không tin được mấy chuyện vớ vẩn này. Mình chỉ đang cố giúp thôi. Chắc con bé có đồ trang điểm trong này. Để mình xem nào. Ok. Cái mẻ này là gì vậy ta? Trông sợ phết. Kiểm tra xem nào. Thực ra mình cảm thấy dễ chịu phết. Da mình mịn màng hơn hẳn luôn này. Wow, đúng là một cuộc phiêu lưu mà. Trông mình khá trẻ trung rồi đấy. Giữ cái gương luôn. Ồ, và còn gì nữa đây nhỉ? Áo thun dài tay. Này, vừa nhìn. Còn gì dùng được ở trong này không? Ồ, khoan đã. Nhìn cô quen lắm. Tôi đã thấy cô ở đâu nhỉ? Thôi cứ vào đi. Woohoo! Cún con ơi. Hả? Ba. Đúng vậy, con quên mang túi này. Nhân tiện ở đây chắc con muốn ăn một chiếc. Bà ơi, con phải làm gì với đĩa này? Thực ra bánh này giúp thu hút mọi người đấy chứ. Mình cute quá. Thật tuyệt khi có món gì đó ấm áp để uống. Cứ xấu thế nào ấy nhỉ? Cậu chụp ảnh giúp đỡ được không? Được chứ? Ôi, cà phê của mình. Phải làm sao đây? Mình biết rồi. Ôi là trời, cô bị cái gì thế hả? Này, xài đi. Hâm hả bà kia? Gì? Tiền lẻ thôi có sao đâu. Hâm khô tiền nhanh kẻo hư nào. Nhìn hải bà cố luôn. Có tiệc này. Mặc gì giờ ta? Nhìn ổn này. Hả? Ôi không, rậm rạp dễ sợ luôn. Wow, nhìn mình giống khỉ quá. Phải xử lý ngay và luôn mới được. Xem nào. Alo, giúp em với chế. Ok, để xem ca một thế nào nhé. Chúng ta bắt đầu chưa? Gái đeo đi. Không phải hàng hiệu nhưng đành chịu thôi. Sẽ hơi nhột nhột đó nha. Sắp xong rồi. Và hoàn thành. Wow, chả cảm thấy gì luôn. Của chế này, rất xứng đáng đó. Vâng, cảm ơn. Máy này mạnh hơn mình tưởng rồi. Tôi chuẩn lẹ đây. Chị này sao thế? Tóc mình chọc rồi. Muốn đi tiệc quá à? Nhưng thế này ai mà dám đi. Cứ như rừng Amazon ấy. Đi cạo thôi. Trong này phải có thứ gì hữu ích chứ. Dao làm yêu dấu nè. Nhìn gớm thật đấy. Còn gì nữa không nhở? Có lưỡi dao cạo mới. Nhưng mà phải tìm tay cầm nữa. Cái này có vẻ được nè. Chắc là sẽ ngon lành nha. Mình sẽ đâm cái nĩa vào dao. Thế là chân sẽ mịn màng trong nháy mắt. Chỉa nè. Cẩn thận đấy. Suýt thì toang. Xong một tay rồi. Cuối cùng cũng hết. Nhưng không dễ dàng như mình tưởng. Nhiều băng cá nhân quá này. Chắc mình phải ở nhà rồi. Chán thật đấy. Bạn mình đâu? Cậu đến rồi ha. Cho cậu này cái. Này là sao? Tớ chả thèm đâu. Tớ có mang rồi. Ok. Chụp ảnh cho đẹp lên đấy nhé. Ánh sáng có rực không vậy? Đẹp lắm. Để tớ nâng tạ nhé. Đốt mỡ nhiều ghê. Trông ngầu lắm. Đủ rồi đó. Giờ thì tập bụng này. Sẵn sàng chưa? Tập mệt xỉu ngang luôn. Cưng quá ta. Chụp rồi. Ok, dừng nào. Tớ hơi bị mệt rồi. Tập dã rời luôn. Điện thoại cậu này. Đùa hay gì thế trời? Trông tớ xấu ỉn. Cậu bị sao vậy hả? Phòng mình như cái chuồng lợn đấy. Chuyển thế nào. Sẵn sàng rồi. Sao mấy cái này lại nằm đây? Mình lười ghê. Cơ mà có ý này hay nè. Nếu mình treo cái quần này lên cửa rồi đóng cửa lại, sau đó xỏ chổi qua đĩa quần jean, thì mình sẽ có một cái xà để tập. Nỗi đau là tạm thời thôi. Wow, tập đã ghê. Chuột to chưa này. Mình mê tập lắm luôn ý. Mình sẽ đặt ghế như thế này. Vậy thì cứng cáp hơn nhiều. Wow. Hay là dùng cái khăn này nhỉ? Không thể bỏ ngày chân nha. Sáng mai sẽ đau lắm cho xem. Và sàn đã sạch bóng rồi. Wow, tập như vậy mới xịn chứ. Cậu tới tớ mừng quá à. Đợi tớ tẹo nhá. Ai ngờ cậu ấy lại ở đây chứ. Nhà đẹp ghê. Hả? Có ai hả ta? Alo? Chắc không có gì đâu. Lạ rồi đấy. Mình chỉ tưởng tượng thôi mà. Trên đời làm gì có ma hay quái vật chứ. Cô cái gì? Đang sờ mình à. Cuộc khởi nghĩa của lũ robot đã bắt đầu rồi. Đừng có mơ nhá. Quay lại đây mau. Gì vậy hả? Có chuyện gì thế? Mì tưởng có thể thoát khỏi tay chị hả? Oh, chào Mickey. Sao cậu lại chơi đấu vật với máy hút bụi? Máy hút bụi á? Ừ. Vậy là phải dọn dẹp rồi. Bộ đồ này cưng phết. Trời đất. Đừng bị sao nha. Hay thật. Đây là cái quần mình thích nhất đấy. Chắc phải thay rồi. Chắc mình có gì để mặc chứ nhỉ. Thế là phải giặt đồ rồi. Khoan đã. Sáng tạo chút xem sao nè. Wow, nhìn cháy nha. Và mình chả phải giặt đồ nữa. Giờ đi thôi. Ôi trời, mình đen quá vậy. Hạt kim sa được đính bằng tay cả đấy. Đây là mốt mới nhất tại Paris ạ. Thôi đi, nhìn ghê quá. Vậy thì sao ạ? Mang đi cho khuất mắt dùm tôi. Chị còn gì nữa vậy? Tôi cần có bộ đồ để mặc đó. Đợi tôi chút nhé ạ. Chị đi đâu thế hả? Ok, món này được không? Đây là hàng độc quyền đấy. Và đắt nữa nè. Tuyệt vời. Wow, bán cho tôi ngay đi. Nhìn đỉnh quá trời. Tôi đi thử luôn đây. Cứ từ từ ạ. Mình lại chốt đơn nữa rồi. Giỏi ghê trời. Hồi hộp dễ sợ luôn. Mình sẽ mua cái gì nhỉ? Chị thấy sao nè? Biết mà, quá sang đúng không? Ủa? Rau mà phèn chua ghê. Cảm ơn nhá. Sao lâu vậy má ơi? Cái burger này trông ngon quá. Mình thì đói meo rồi. Chúc quý cô ngon miệng. Nữa hả trời? Mình ngán burger vàng lắm rồi ý. Không phải mì tôm là thích rồi. Nhìn ngon bá cháy luôn. Mình thèm mì tôm quá. Ezzy ơi, đổi không bố? Được chứ. Thế nào cũng ngon lắm đây. Mùi thơm dã man. Lâu lắm rồi mình mới được ăn burger á. Úi, răng tôi. Gì thế này? Dây vàng hả trời? Sao lại có cái này trong bánh thế hả? Để tăng thêm hương vị chứ sao. Thôi được rồi. Ngon dã man luôn. Gì nữa đây? Nhẫn kim cương á? Hôm nay mày thế không biết. Đẹp muốn xỉu luôn. Và rất hợp với mình. Trong này có gì dai dai á? Cà rốt nhựa hả? Wow. Kệ đi, tô mì này ngon vậy mà. Mai lại đổi đồ ăn nữa nhé. Phù, hôm nay mình tập nặng ghê. Phải nghỉ ngơi xíu. Tuyệt, nhìn cái donut này này. Ngon quá đi. Dừng lại ngay cho tôi, sao lại ăn cái thứ này hả? Với lại chúng ta có quy định còn gì. Không được mang đồ ăn vào phòng gym. Ơ kìa, chả, giờ mình phải làm sao nhở? Chị ấy đi chưa ta? Có chuyện gì thế? Cậu bị sao vậy gái? Đói phải không này? Chả để tớ giúp cậu. Xem đây. Ôi, trời đất ơi, bá đạo dã man. Ai mà ngờ được cậu có thể mang burger vào đây bằng cách này chứ. Chào, cho em bảo với nha. Mơ đi em, nhìn biển đi. Không được mang đồ ăn vào đây. Anh nói đùa phải không? Cho em ngoại lệ đi anh. Chờ chút đã. Cô ấy ngầu như trái bầu và thon thả ghê. Thế nào cũng thắng kẻo này cho xem. Mình muốn nó giống cậu ấy quá. Chào anh, cho em vào với nhé. Được chứ, vào đi. Mình có ý này hay dã man. Xin lỗi nhá, tớ sẽ quay lại ngay thôi. Ok, có bao tay đấm bốc rồi này. Thế nào cũng thành công thôi. Và giờ là kẹo marshmallow. Mình sẽ dán kẹo lên đôi găng này. Nhìn này bà con, ngầu đét. Và cực nhiều marshmallow nữa. Anh ơi, em đến để đấm nhau. Cho em vào với. Võ sĩ của tôi đâu rồi? À, đây rồi. Còn làm gì ở đây thế em? Phải đúng giờ chứ. Này, cho cô bé vào coi. Để mà lề mề vậy hả? Ok, cả hai đã lùi về góc rồi phải không? Rất tốt, tiếp cận nào. Hai võ sĩ sẵn sàng chưa? Rồi nhé, vậy thì đấu. Khoan, nhầm rồi mọi người ơi. Này, cho cậu cắn một miếng đấy. Wow, ngon dã man con ngan. Thật hả? Ok là đấm tiếp nè. Làm gì vậy cô kia? Dừng lại, đừng nhanh găng đấm bốc nữa. Cố lên, làm đi. Hạ cô ta mau, cho cô ta nếm mùi đi. Ai mà ngờ mình lại thua chứ. Mình cứ tưởng mình đã luyện đủ rồi. Tập cả ngày lẫn đêm cơ mà. Hôm nay chán thật đấy. Mà khoan đã, mình biết nên phải làm gì để vui lên rồi. Snack đó, sô-cô-la sẽ giúp mình. Ngày gì buồn rười luôn. Bị sao vậy trời? Không được ăn uống gì hả? Không, mơ đi. Mình không có chịu vụ này đâu. Phải hỏi hỗ trợ thôi. Ok là ăn cái nào trước nhỉ? Chắc phải trả lời điện thoại đã. Alo, sao vậy cậu? Hả? Rồi được luôn. Tớ tới liền, đừng lo nhá. Tạm biệt. Ok, giúp bạn tôi như thế nào nhở? Không thể cứ thế mà cầm snack đi vào được. Mình phải nghĩ ra cách gì chứ. Ôi, có lẽ là cái này được này. Ngon lành, đi với chị nào từ Bim Bim. Em sẽ nằm ngay đằng trước này nhé. Không thể quên kẹo ngọt được. Nằm đây nha. Ok là, vậy là đủ snack cho bạn trí cốt rồi. Tiếp theo là áo khoác. Áo này đủ rộng để giấu quả vặt đó. Giờ kéo khóa lại. Đỉnh, mình nhìn đô con chưa này. Xin chào, hình như có người đang cần giúp đỡ nhỉ. Cái gì vậy má ơi? Thấy ấn tượng không? Xem này, hơi bị ngon đấy nha. Không phải cơ bắp mà toàn là đồ ăn ngọt ngào cậu cần đó. Thế nào cậu cũng vui lên lắm lắm luôn. Bá cháy, đường chính là vị cứu tinh của tớ. Quá đã. Được rồi, giờ mình đã sẵn sàng để tái đấu với nhỏ đó. Cẩn thận này, tớ ra đòn đây. Xem cơ bắp to chưa. Tớ muốn tái đấu, cậu sẵn sàng chưa nào? Ủa, căng thế nhở. Ui yeah, mình thắng rồi, tớ thắng cậu rồi, mình là vô đối. Ủa, không thể tin nổi là mình thua. Bực bội quá đi. Chuẩn, thấy chuột của tớ to không này. Cái burger này chẳng là mình vui hay thon thả gì hết luôn. Cái ơi, dề, sao vậy? Tớ đang tập không thấy sao? Cậu giúp tớ với nhá, tớ muốn như vậy này. Tớ thích tay săn chắc như vậy lắm ấy, nhìn khỏe khoắn ghê. Tớ chẳng biết nữa. Ok, chắc tớ có thể giúp đấy, để tớ ngắm một phát nào. Sẵn sàng chưa cô nương? Triển luôn nhé. Muốn ăn burger không? Cậu sẽ phải gập bụng để cắn một miếng. Giờ là pizza. Cố lên, có làm mới có ăn nha. Dáng với đi nào. Phù, tập gì nặng muốn chốt. Mình muốn mệt xỉu luôn. Cậu ấy có ở đây không? Chắc đi đâu rồi. Mình sẽ lén mang món kẹo này vào. Vì mình xứng đáng mà. Mà khoan đã, mình có cách này hay hơn nhiều. Mình có cái băng tay và đống kẹo ở đây để thực hiện trò này nè. Tuyệt, quá xá đỉnh. Không thể quên cổ tay nhá. Băng tay kẹo tới đây. Mình quá đỗi thông minh. Và chưa hết đâu, dây giày kẹo nữa này. Tuyệt, đúng là đỉnh. Và giờ mình sẵn sàng tập tiếp rồi. Chúng ta sẽ dùng sô-cô-la cho bài tập tiếp theo. Ôi không, tớ chả cần nữa đâu. Thật á? Ôi trời, tớ hơi bị ấn tượng đấy. Thề luôn. Cậu ấy đi rồi, bây giờ hãy đánh chén thả ga nào. Nhưng đừng để ai biết nha. Rồi này, tớ đã sẵn sàng cho hôm nay. Còn cậu thì sao? Hello các em, chào mừng đến phòng gym. Nhìn này mấy nàng, thích cơ bắp cuồn cuộn của anh không? Nhờ cái này cả đấy. Ai chả, tụi em không mua, tụi em có rồi. Vậy thì thôi, tập vui nhé các em. Ok, ngồi đây đi bồ. Ông đó có nhìn tụi mình không? Không, đang ngồi thẩn thơ kìa. Nhưng không nhìn tụi mình. Mở bình này ra thôi. Tuyệt, nhìn đống kẹo này nè. Tụi mình thông minh ghê. Không ngờ lại lén mang cả đồ ăn vào được. Đánh chén tí nào bà con. Hả, đằng kia có chuyện gì thế? Ôi, đậy nắp lại nhanh nào. Anh ta nhìn tụi mình kìa. Cá chắc là lén màng kẹo rồi. Chả, mình phải xử lý hai cô này thôi. Có kế hoạch rồi. Phải lén lút một tí khi họ không để ý. Hoán đổi hai cái bình nào. Ngon lành, rồi thì rút lui thôi. Ăn vặt một tí nào. Ồ, tôi đói như con sói rồi. Bụng gào quá trời luôn. Thế á, tớ cũng vậy. Được rồi, giải pháp là quay lại chỗ giấu kẹo bí mật của tụi mình. Ok, không có ai dòm ngó. Anh Lễ Tân cũng vậy luôn. Mình muốn thấy phản ứng của họ quá. Tuyệt vời, đến với chị nào kẹo ngon lành. Đến với chị nào kẹo ngon lành. Gì thế này? Dừng lại. Cái quỷ sứ gì vậy trời? Rơi khắp nơi luôn. Ủa má ơi. Không thể nào, thế này là sao? Ha, xem tớ đồ chơi này bạn mình. Đỉnh dã man luôn. To như siêu nhân á. Và tớ còn chẳng cần nhắc lại. Hôm nay đúng là ngày tuyệt vời. Oh yeah, ăn chút bánh ngọt nào con gái. Oh, bánh nướng nhìn đã quá. Con cảm ơn mẹ nhiều ạ. Con thèm lắm luôn rồi. Ok, giờ thôn thôi. Nhưng mà đợi xíu nào. Chuẩn, ăn cái này vào chắc PT chửi banh xác quá. Giờ mình phải làm gì đây? Biết rồi, mình sẽ lật ngược tấm ảnh này lại để chị ấy không nhìn mình nữa. IQ vô cực là đây. Giờ trở lại với bữa sáng thơm ngon nào. Xin chào bánh nướng. Em đi với tôi, ngay nào, và luôn. Tuyệt, mãi mới về đến nhà. Phải nghỉ ngơi chút mới được. Và giờ mình sẽ tìm thanh sô-cô-la mình đã giấu. Đã. Gì vậy mà? Em tưởng là chị không thấy à? Bắt được nhá, đi theo chị mau. Ok, cả hai em đều bị bắt quả tang ăn vặt. Giờ tập ngay cho chị. Dạ vâng ạ, nhanh nào squat vài cái cho chị ấy nguôi giận đi. Có chuyện gì vậy hả? Ôi trời. Ôi, mẹ ơi, cứu con. Được rồi, đợi xíu để mẹ tìm cái gì cho con ăn nhá. Cái xúc xích này sẽ cung cấp protein và năng lượng cần thiết. Thôi Toang, không được mang đồ ăn vào đây. Mà trời đã, mẹ nghĩ ra cách rồi này. Sợi dây nhảy này sẽ là giải pháp đó. Chỉ cần lấy cái tay cầm ra thôi. Và giờ là xúc xích này. Đến lúc luồn dây qua cái xúc xích rồi đó. Thế là xong, thay vì tay cầm thì giờ chúng ta có xúc xích thơm ngon. Mẹ sẽ để nó ở đây cho con gái yêu. Chúc may mắn. Squat mãi đau mông quá ạ. Mình mệt lắm rồi. Ok là squat nãy giờ như vậy là đủ. Tiếp theo chúng ta cần dây nhảy. Đây, hai em cầm lấy và bắt đầu đi. Nhảy mau. Trời đất, mẹ tớ giấu xúc xích cho tớ này gái. Ui, cho tớ một cây với nhá, nhìn ngon xỉu ấy. Chả biết đâu, em không thích xem phim đó. Đợi em chút xíu. Này, nhảy đi chứ. Chị muốn xem hai em nhảy. Ok, chị ấy lại phân tâm rồi. Trả cái xúc xích đó lại cho tớ. Đây là mẹ của tớ. Sao mình nghèo thế này. Còn đây là bố tớ. Đi thôi, không đời nào. Hôm nay là sinh nhật mình. Wow, cho con sao? Những gì tốt nhất đều dành cho bé yêu của bố. Nó ôm rất mềm đấy. Chúc mừng sinh nhật con yêu. Cảm ơn bố ạ. Bố còn cái này cho con nè, mang vào đi. Đây, cái bánh ngon tuyệt này cho con hết đấy. Con thích bánh lắm. Ai lại không chứ, nhưng chưa hết đâu. Wow. Vẫn còn nữa, sẵn sàng cho món quà chính chưa? Nó tuyệt lắm, mang vào đi. Wow, bố biết, khủng nhờ. Cái gì vậy bố? Chào, vroom vroom. Tài xế riêng của con. Lên xe thôi. Bữa tiệc thứ hai. Không biết mẹ có kế hoạch gì không nhờ? Chào mẹ ạ. Chúc mừng sinh nhật con yêu. Mẹ có cái này cho con nè. Mẹ tự gói đấy nhá. Trích tất còn lại. Cảm ơn mẹ. Giờ mình đã có 2 chiếc rồi. Không được quên bánh của con nhá. Mẹ cũng ăn đi. Cảm ơn con yêu. Con thật đáng yêu. Không, tôi muốn có 2 du thuyền và 1 máy bay. Bye. Chào bố ạ. Wow. Cứu với. Bố sẽ cứu con. Được rồi. Suýt nữa thì tiêu. Con không sao chứ? Con thấy cuộc sống lướt qua trước mắt luôn ạ. Anh nói ông ấy đang phẫu thuật là sao? Tôi muốn có bác sĩ ngay. Con gái yêu của tôi vừa có một trải nghiệm đau thương. Tôi cần hỗ trợ y tế. Nó khiến anh đặt câu hỏi là điều gì quan trọng trong cuộc sống. À, gọi trợ giúp sao? Wow, dịch vụ tốt đấy. Cô phải giúp con gái tôi. Tôi sẽ lo chuyện này. Con sẽ khá hơn chứ. Để cháu nằm thoải mái nhá. Cái này sẽ làm cháu bớt nóng. Tất cả những gì cần làm là đợi thôi. Con bé sẽ không sao chứ, tôi sợ quá. Tránh ánh đèn nhé con yêu. Vâng ạ. Đàn áo thật thư giãn. Mẹ ơi con đau quá. Chắc không sao đâu, để mẹ xem nào. Ôi trời, chúng ta phải làm gì đó. Túi rau đông lạnh này sẽ có tác dụng đấy. Nằm xuống đi. Hơi lạnh đấy, nhưng sẽ có tác dụng. Chúng ta phải đợi. Mình sẽ đan cho xong. Đan len khó hơn mọi người nghĩ đấy. Ok, để xem vết bầm đó nào. Nó xẹp rồi. Cái này hiệu quả phết. Và chúng ta có thể dùng rau này cho bữa tối. Mẹ hy vọng là con đói rồi. Đến giờ ngủ rồi sao? Ngủ thôi con yêu. Đắp chăn cho ấm nào. Xong rồi. Ngủ ngon nhá. Mình không muốn đi ngủ đâu. Mình muốn chơi game hơn. À, được nghỉ ngơi rồi. Hy vọng có phim gì đó. Mẹ sẽ không biết đâu. Điều khiển không bấm được. Không có pin. Lạ thật. Vui quá. Vui hơn là đi ngủ nhiều. Trong này có chuyện gì vậy? Có gì đó sai sai thì phải. Yên tĩnh quá. Từ từ nào. Mẹ tưởng là mẹ nói con đi ngủ rồi. Cái gì đây? Mẹ đã bị lừa. Tại sao nó lại làm thế với mình? Đợi chút. Vui ghê. Lên giường đi. Đưa máy chơi game cho mẹ. Mẹ sẽ lấy pin. Con cần phải đi ngủ. Thôi trò vớ vẩn đi. Chỉ là đùa thôi mà. Chắc giờ mình xem tivi được rồi. Để xem có gì nào. Cái này hay đây. Căng thẳng quá. Mình không thể ngừng xem được. Ôi không. Hả? Cái gì vậy? Eo ơi. Chỉ là bong bóng thôi. Đợi đã, cái đó đâu ra vậy? Trông ghê quá. Lại một trò đùa ngốc nghếch nữa. Bắt được mẹ rồi. Con làm mẹ gặp ác mộng đấy. Không tin được là mẹ lại bị lừa nữa. Đến đây nào. Kiếm cái gì hay để xem thôi. Cái gì không đáng sợ á. Ngủ ngon nhé con yêu. Hy vọng con mơ thấy kỳ lân và tiền. Ok, con đã sẵn sàng đi ngủ rồi. Chúc bố ngủ ngon ạ. Mình sẽ chơi game một xíu thôi. Hả? Tiếng ồn gì vậy? Oops. Đợi đã nào. Đưa điện thoại cho bố. Ngủ ngon ạ. Cái kia nữa. Dạ. Con không nghĩ bố biết đấy. Bố cũng từng là con nít. Ba trò này nhăm nho gì. Thật không công bằng. Không biết cái này làm gì nhỉ. Mình đã được triệu tập. Ước muốn của cô là mệnh lệnh của tôi. Cái này sẽ giải quyết vấn đề của anh. Rất hân hạnh được làm việc với cô. Con ổn chứ? Không như anh thấy đâu ạ. Để tôi giải thích. Tôi đã cảnh báo anh trước rồi. Ra khỏi đây thôi. Hẳn là đau lắm. Anh ta xứng đáng bị vậy. Và chàng hoàng tử đẹp trai cứu được công chúa. Rồi họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Ai đã giúp tôi không? Chào mẹ ạ. Hôm nay ở trường vui chứ con? Mẹ nhớ con quá. Nhìn mấy cái bánh kìa. Có bánh cháu thích không? Bà có tất cả các loại đấy. Mẹ, mua cho con cái bánh nhá. Đi mà. Nhìn ngon quá. Con sẽ thích đấy, rất là ngon. Lại đây cô gái, mua cho con của cô đi. Đây là tất cả những gì tôi có. Nhiều đây thôi á. Xin lỗi. Chà, không đủ rồi. Đi mà, cháu năn nỉ đấy. Sao có thể từ chối khuôn mặt kia cơ chứ. Cất tiền đi. Cầm lấy. Mẹ nhìn này. Ồ, mẹ xin lỗi. Bố. Chào anh. Có lẽ bố có thể giúp đấy. Tôi nghĩ chừng này sẽ đủ. Và ly sao? Không phải chứ. Được, mình sẽ hùa theo. Ôi trời, mình giàu rồi. Lấy hết đi, tôi sẽ đi nghỉ mát. Ai muốn ăn kem nào? Tự nhiên đi. Wow, cái đầm đẹp quá à. Ước gì mình có nó. Chào con yêu, có chuyện gì vậy? Bố ơi, con muốn cái đầm này. Ồ, đẹp đấy. Ồ, đợi đây nhá, bố có cái này. Xin chào. Ồ, hay rồi, anh ta cần gì đấy chứ. Xin chào. Con gái tôi muốn có một chiếc váy đẹp, giải quyết đi nhá, hiểu chứ? Dĩ nhiên rồi thưa anh. Oh, wow, nhìn những chiếc đầm này nè. Xoay một vòng cô xem nào. Cháu không thích màu này. Không được. Chắc cô phải có gì đó phù hợp với sở thích của cháu. Chiếc đầm lấp lánh này thì sao? Không hợp với cháu. Cái này hợp nè. Cháu không thích. Sẽ phải có cái gì đó cháu thích chứ nhở. Vậy mới đúng nè. Tuyệt vời. Cứ như công chúa vậy. Wow, tốt lắm. Cô lại làm được việc đấy. Ồ, nhìn con gái nhỏ đang đọc sách kìa. Cái đầm này xấu quá. Wow, đây mới là đầm chứ. Mình mặc sẽ đẹp lắm đấy. Mẹ em muốn cho con cái đầm này được không? Chừng đó tiền cho một cái đầm á. Nhưng nó đẹp mà. Mình không mua nổi. Mình phải nghĩ ra cách khác. Có lẽ mình sẽ tự may. Ý là mình cũng khá thời trang mà. Cắt ở đây. Ít băng keo. Nhìn đẹp đấy chứ. Sẽ xinh lắm đây. Và cho bước cuối cùng. Xong, con thấy sao? Con thích lắm. Đúng là thứ con cần. Cảm ơn mẹ ạ. Bạn không được đi chơi sao? Người ta có câu khao khát là bậc thầy của sáng tạo đó. Và những mẹo trang điểm trong video này lại sáng tạo cực kỳ à nhá. Má ơi, chán quá. Hả? Trời đất ơi. Mình có nên hay thôi nhở? Dứt luôn đi. Ơ, rỗng tuếch. Không còn mùng tơi mà rớt luôn. Ồ, sao giờ ta? Thôi đành lướt lướt cho sướng con mắt vậy. Mình thấy hơi mệt rồi. Chắc đi ngủ sớm chưa rồi. Nhưng mà nhìn lông mày của mình chán thật đấy. Có cách nào cứu vãn không ta? Mà khoan đã. Nếu mình... Chuẩn, kiểu gì cũng hiệu quả cho xem. Phải dùng cọ lấy thật nhiều xà phòng lên nha. Ok, giờ thì chuốt lên lông mày của mình nào. Tuyệt, cách này giúp tạo dáng lông mày đẹp thật ý. Sang bên này nào. Wow, xịn xò thực sự. Ui, ghê chưa. Lông mày của cậu ấy đẹp quá đi mất. Mị tới rồi. Chuẩn bị vào lớp thôi. Oh wow, cậu ấy xinh quá. Đỉnh thật. Ngắm đôi chân mày xinh tuyệt đó kìa. Được rồi, mình phải tỉa lông mày thôi. Ảo. Rồi này, được một sợi. Trời ơi, cậu ấy xinh như thiên thần vậy. Không lâu lắm nữa đâu. Sắp xong rồi đấy. Sao mình cảm thấy sợ sợ thế nhỉ? Hay là thôi, không tha thu nữa. Bình tĩnh nào, sẽ không sao đâu. Còn bao lâu nữa đây? Ok là xong xuôi nè. Chị ấy ngầu quá đi. Được rồi, tất cả là vì cái đẹp. Dáng lên. Ê, em đang muốn làm hình thế nào? Chờ em chút. Chị xăm hình này lên cánh tay em được không ạ? Ồ, xin lỗi nha. Không được. Không ạ, tại sao vậy chị? Đọc biển báo đi. Em 21 tuổi trở lên. Xin lỗi nhé, làm sai là công an bắt đấy. Ok, dạ vâng ạ. Vậy em về đây. Thôi em bé đi về đi. Nào, ai tiếp đây? Thật bất công. Dũng cảm lắm mình mới dám đến đó. Giờ thì mặt mũi mình tèm lem luôn rồi. Ngày hôm nay là ngày chán đời thật chứ. Chị đó còn chảnh với mình nữa. Mình mua cái này hồi nào thế nhỉ? Khoan, mình nghĩ ra cách rồi nè. Mình phải làm một khuôn tô đã. Muốn vẽ hình chỗ nào thì đặt khuôn lên đó nhé mọi người. Giờ nhỏ hồ vào nè. Rồi dùng cọ tán đều hồ ra. Xong, tiếp theo là nhũ. Phải rắc cho thật đều để không bị trống chỗ nào nha. Nhấn xuống để hình thật là mịn nè. Ok, chỉ thế thôi. Giờ thì hé lộ kiệt tác nào. Cute xỉu luôn. Mình chỉ cần thổi hết nhũ thửa xung quanh đi là xong. Wow, trông hay ra phết à nha. Phải chụp lại để sống ảo mới được. Không up lên Instagram là hơi lỗi với cộng đồng á. Ôi chết, mẹ vào kìa. Phải tẩy ngay đi thôi. Không tẩy được rồi. Sao con còn ngồi ở đấy con yêu? Dậy giúp mẹ dọn dẹp đi chứ. Vâng ạ, con yêu mẹ. Suýt thì bị phát hiện rồi. Check điện thoại xem có gì hay không nào. Có người gọi mình nè. Dễ thương quá. Muốn ôm điện thoại vào lòng một cái quá đi. Được chứ, cậu muốn mượn gì đây? Cái váy đen có dây lưng phải không? Chị để túi mỹ phẩm ở đằng kia kìa. Chớp lấy cơ hội ngay thôi. Được rồi, chuồn lẹ nào. Cậu ấy kìa. Ôi mẹ ơi, mình phải chuẩn bị một tí cái đã. Đâu rồi nhỉ? Đây nè. Mình sẽ xinh như công chúa cho xem. Ok, môi hồng căng mọng rồi. Thả tóc ra và rũ rũ cho xinh nữa. Tóc dính vào môi mất rồi. Chán thật chứ. Chắc vậy vẫn chưa đủ rồi. Mình có nên dùng cái này không ta? Ok, để thử xem nào. Chỉ một xíu thôi. Màu này sáng thật đấy. Nhẹ nhàng chấm lên môi xinh nè. Xong, giờ cất đi thôi. Cơ hội của mình đây rồi. Oh wow, môi cậu kìa. Tuyệt, tụi mình sắp hôn nhau nè. Nào, hai đứa thôi nghe đi. Dám lấy mỹ phẩm của chị à? Trả ngay đấy. Wow, con gái đúng là đáng sợ mà. Làm đẹp với bạn bè vui dễ sợ. Xong rồi, nhìn đi nè. Wow, cậu trang điểm giỏi thế. Yay, cậu thích là tớ vui rồi. Muốn tớ làm tóc cho không nè? Tớ suýt ngất khi thấy anh ấy ngồi cạnh tớ trong lớp á. Chắc là thích lắm nhở. Chứ còn gì nữa, nhưng cũng hơi lo chút ý. Thôi rồi, lượm ơi, toang rồi. Mình phạm tội Tây Đình rồi. Quá trời tóc luôn ý. Cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Là tóc tớ sao? cháy hết cả rồi. Đừng ngất mà, uống nước đi, bình tĩnh lại nào. Tớ xin lỗi nhiều lắm luôn, tớ đúng là người bạn tồi tệ. Này, tớ vừa nghĩ ra cách hay hơn để làm tóc xoăn đấy. Tớ cần một chai coca rỗng. Và tiếp theo là con dao sắc nhọn. Cắt thật nhẹ nhàng thôi, phải cẩn thận lắm đấy. Trên này nữa. Gần xong rồi, đến trên đỉnh chai này. Ok, sẵn sàng để dùng rồi đấy. Cái đó mà làm tóc xoăn được sao trời. Tin tớ đi, nhét một lọn tóc của cậu vào này. Và bật máy sấy lên thôi. Liệu có ăn thua gì không đây? Quá ngon lành cành đào luôn. Cậu sẽ không tin vào mắt mình đâu. Nhìn đi. Wow, nhìn tóc tớ này, xoăn quá. Xinh lung linh là lên luôn. Xinh lắm á. Tai nạn này sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu. Cảm ơn cậu nhiều. Xin chào, mời cô treo áo khoác lên kìa. Và đây là cho... Thôi. Khiếp, trông ghê quá đi thôi. Tay mình khô quá. Xấu hổ quá đi mất. Nhỡ tối nay anh ấy cầu hôn mình thì sao? Sao mà để tay khô thế này được. Mình phải tìm cách giải quyết thôi. Găng tay, đây chính là giải pháp dễ dàng nhất. Gửi quý khách ạ, bàn của cô ở đằng kia. Bồn chồn quá. Mà cứ đi thôi. Em đây rồi. Hôm nay em xinh quá. Anh gọi nước cho em nè. Nào, để anh giúp em tháo găng tay ra nha bé yêu. Không, kệ em đi ạ. Tay em lạnh ấy mà. Nhưng anh muốn thơm tay em cơ. Ôi không, anh ấy tháo găng tay ra mất rồi. Tay em bị làm sao thế? Thôi, em cứ đeo găng tay vào lại cũng được. Mà đừng lo gì, ai mà chẳng có lúc bị khô da. Cơ mà, anh nghĩ ra cách rồi nè. Nhìn đằng kia đi, có lô hội á. Anh nghĩ cách này sẽ hiệu quả sao? Vậy thì em sẽ thử coi sao. Trước hết, cắt nhỏ lá lô hội bỏ vào bát. Sau đó đổ mật ong vào. Mật ong và lô hội đều có đặc tính làm lành tuyệt vời. Dùng cái chày để nghiền nát lô hội này. Bước này vui thật đấy. Nghiền cho thịt lô hội quyện đều vào mật ong nhé. Xong rồi thì xoa lên bàn tay khô. Wow, tay em mịn hơn là bao nhiêu nè. Giờ anh có thể hôn tay em rồi. Anh rất hân hạnh đấy. Khoan, đợi chút. Ôi mẹ ơi, là thật sao? Rõ ràng ở trong này mà. Hôm nay trời nóng phết nhở. Chà, em cũng vui vì hai tụi mình đều thấy thoải mái. Bạn muốn thử thủ thuật làm đẹp nào vậy? Cho chúng tôi biết dưới phần bình luận nhé. Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè và đăng ký kênh của chúng tôi để xem thêm nhiều video hay như thế này nha.